chào tất cả các bạn. Trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các bộ thủ cơ bản trong chữ Hán của tiếng Nhật. Và bài giảng của mình ngày hôm nay thì nó sẽ phù hợp với không chỉ các bạn mà ngay bây giờ mới bắt đầu học những chữ Hán đầu tiên của tiếng Nhật, mà nó còn phù hợp với tất cả các bạn để có thể phục vụ cho chúng ta trong các bài học về chữ Hán từ các mức độ từ N4, N3, N2, N1 vân vân. Và trong bài ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về 185 bộ thủ cơ bản trong tiếng Nhật. Tuy nhiên, trong 185 bộ thủ cơ bản này thì trong quá trình dạy mình sẽ nhấn mạnh cho các bạn những bộ thủ nào mà chúng ta nên nhớ, bởi vì là cái tần suất xuất hiện của nó rất là nhiều. Có lẽ sẽ là một bài khá là dài một chút, nhưng mà hy vọng là các bạn sẽ cùng với mình xem hết từ bộ thủ đầu tiên cho đến bộ thủ cuối cùng để chúng ta có thể vỡ vạc ra một vài điều đối với chữ Hán trong tiếng Nhật nhá. Mục đích của bài giảng này của mình là gì? Thứ nhất là để giúp bạn, với những người mà lần đầu tiên khi mà bây giờ mới bắt đầu học chữ Hán tiếng Nhật, thì các bạn có thể làm quen với những nét chữ Hán đầu tiên. Bởi vì chữ Hán của chúng ta thì nó sẽ được ghép, nó được hình thành bởi từng những cái bộ thủ, những cái bộ phận nhỏ khác nhau. Thế nên là trong clip ngày hôm nay thì khi mà mình vừa giới thiệu với các bạn các bộ thủ thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn viết từng nét theo thứ tự một để các bạn quen với những nét chữ viết đầu tiên nhá. Tiếp theo là sẽ giúp bạn có thể học chữ Hán sau này một cách dễ dàng hơn thông qua việc chiết tự các chữ Hán theo bộ. Trong suốt quá trình các bạn học chữ Hán, đặc biệt là những bạn nào mà học theo các chương trình học online tiếng Nhật của Dũng Mori trên website dungmori.com của bọn mình, thì các bạn sẽ có thể thấy là những cái bài giảng chữ Hán của mình bao giờ để cho việc học chữ Hán của chúng ta thú vị hơn thì mình với thầy Dũng sẽ thường hay giới thiệu các chữ Hán thông qua những cái câu chuyện mà chúng ta có thể nhìn thấy được từ cái chữ Hán đó, bằng việc lắp ghép các ý nghĩa của các bộ thủ này. Thực sự có những cái chữ sẽ bắt nguồn từ ý nghĩa thực sự này, có những cái chữ mà bắt nguồn từ những câu chuyện vui này. Thì sau này khi mà các bạn học vào từng bài, từng chữ một, các bạn sẽ thấy rằng là chúng mình sẽ sử dụng rất là nhiều những cái nguồn từ những cái bộ thủ như thế này. Thì nếu như mà các bạn biết được ngay từ đầu như này thì các bạn sẽ học dễ hơn rất là nhiều nhá. Và cái việc mà học chữ Hán thông qua việc chiết tự các bộ thủ như vậy thì sẽ giúp cho cái cách viết, cũng như là các bạn sẽ thấy là việc học chữ Hán trở nên thú vị hơn và không hề nhàm chán. Mình sẽ đưa ra ngay một ví dụ như thế này nhá. Ví dụ đây là một chữ Hán, chúng ta có chữ này là chữ hảo. Hảo là ski, là thích, đúng không nào? Là thích. Thế bây giờ trong cái chữ Hán này chúng ta sẽ học một bộ thủ đầu tiên là bộ nữ ở bên này, và đằng sau là bộ tử. Tử này là con. Thế bây giờ mình sẽ thấy rằng là gì nhỉ? Chữ này có nghĩa là hảo là thích. Thế bây giờ thích là gì nhỉ? Phụ nữ thường rất là thích gì nhỉ? Thích trẻ con. Đó. Thế là khi các bạn sau này các bạn hình dung ra là phụ nữ thường rất là thích trẻ con, thì chúng ta có thể viết được ngay chữ thích thông qua cái việc mà chúng ta nhớ được bộ nữ và bộ tử như này nhá. Tất nhiên nó không phải là đa số, không phải tất cả mà, nhưng mà sẽ tầm, có lẽ là trong chương trình học của mình sẽ sử dụng đến tầm 50% những câu chuyện mà xuất phát từ những cái bộ thủ như thế này nhá. Tiếp theo ví dụ như một chữ như sau nhé. Đây là chữ thân. Thân này có nghĩa là thân thiết, hay là nói về người thân của mình. Chúng ta có từ oya là bố mẹ. Thì cái chữ này đọc là oya nhá, bố mẹ. Bố mẹ là những người như thế nào? Chúng ta sẽ nhìn từ các bộ xuất phát từ trong này này. Đầu tiên chúng ta thấy bộ lập. Lập là gì nhỉ? Lập là đứng. Đứng, và bên dưới là có bộ mộc. Mộc là cái gì? Mộc là cây. Bây giờ đứng ở trên cây. Và bên phải chúng ta có có bộ kiến, đúng không nào? Là nhìn. Đó, thế bây giờ bố mẹ là những ai? Bố mẹ là những người dù con cái họ có đi đến nơi nào thì họ vẫn đứng ở trên cây để nhìn, để dõi theo những đứa con của mình. Đó là chữ Hán. Đó là ví dụ cho việc mà mình sẽ chiết tự chữ Hán như thế nào thông qua những cái bộ thủ như thế này. Thực ra cái việc mà dạy từ bộ thủ như thế này thì bọn mình đã dạy từ rất là lâu, từ khi mới bắt đầu có những bài giảng chữ Hán đầu tiên trên website rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình mới chia sẻ lại một cách tổng quát nhất thông qua clip này nhá. Và tiếp theo về cái bài giảng ngày hôm nay thì đây có lẽ một bài rất là dài. Tuy nhiên thì cái bài này mình sẽ có những cái đặc điểm như sau. Đó là không bắt buộc là chúng ta sẽ phải nhớ hết các bộ thủ ngay từ clip này, ngay từ đầu tiên. Các bạn nhớ được cái nào thì là cái tốt, và đặc biệt nhớ được những cái mà mình bảo là cái này sẽ dùng nhiều nhá. Hoặc là cũng có những cái bộ thủ trong quá trình chúng ta học nó sẽ không có ý nghĩa gì cả, tuy nhiên nó vẫn là cái mà để hình thành nên chữ Hán. Thế nên là các bạn có thể tham khảo thêm, được chưa nào? Và tiếp theo đó là gì nhỉ? Đây mình cũng đã nói vừa nãy, đó là gì nhỉ? Trong quá trình học thì mình sẽ lưu ý cho các bạn những bộ thủ thường dùng nhất và nó có ý nghĩa, và những cái mà chúng ta có thể dùng để làm cái gọi là cái vốn để sau này mình học chữ Hán, được chưa nào? Thế thì bây giờ trong bài giảng ngày hôm nay thì mình sẽ sắp xếp 185 bộ thủ lần lượt theo thứ tự các nét. Ví dụ mình sẽ sắp xếp đầu tiên là những bộ thủ có một nét thì trên này mình có ghi là 6 bộ thủ có một nét. Ví dụ như sau. Đây này, đầu tiên bộ thủ chúng ta đây, bộ nhất này. Đây, âm Hán Việt là bộ nhất đúng nào. Và ý nghĩa của nó là số 1. Thì sau này các bạn khi mà các bạn học các bạn sẽ thấy là số 1 của chúng ta viết chính là cái bộ thủ này luôn nhá. Đây, viết như này. Các bạn với những bạn lần đầu tiên học chữ Hán thì chúng ta có thể tập viết luôn đúng nào. Đó là một nét nằm ngang. Đó, bắt đầu viết những chữ Hán đầu tiên, viết những nét chữ đầu tiên của chữ Hán nhá. Hay, tiếp theo chúng ta có bộ cột này là một nét dọc. Thì cái bộ này thì cái này sẽ là nhất thì các bạn nhớ với mình nhá. Còn cái này nó ý nghĩa là nét sổ, nhưng mà thực tế thì trong quá trình dạy thì mình không thường hay sử dụng cái ý nghĩa của nó nét sổ, thì cái này các bạn tham khảo đã nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ chủ, chủ này là nghĩa là điểm chấm. Ok, điểm chấm. Đấy, giống như một dấu phẩy đúng không? Dấu phẩy, dấu chấm. Đó. Ok. Hay, tiếp theo chúng ta có nét phiệt. Nét phiệt này thì cũng không có dùng để chiết tự sang nghĩa nhiều, mà các bạn sẽ nhớ cho mình thôi. Chứ nào, nét phiệt này thì nó sẽ có, với mỗi một cái bộ thủ thì có những cái bộ thủ mà nó sẽ có nhiều cái cách ký hiệu khác nhau. Ví dụ như cái nét phiệt này nó sẽ có 3 cách đúng không? 1 này, 2 này và 3 đúng nào. Đó, và 3 chỗ này có phẩy lên đây. 3. Đấy. Các bạn tập viết những cái nét đầu tiên nhé. Chúng ta nếu mà bạn nào mà đang đăng ký được vào website Dũng Mori, các bạn có thể download cái tài liệu về, các bạn thấy cái phần này có phần thứ tự viết, chúng ta có tập viết những cái nét đầu tiên, chưa cần nhớ nhiều nhá. Ví dụ như cái này thì các bạn nhớ cái này cho mình. Đây, đây là bộ nhất thì nó có một nét nằm ngang như thế này, được chưa nào? Tiếp theo vẫn là một nét đúng không? Đây là bộ ất. Ất này thì nó có ý nghĩa đó là vị trí thứ 2 trong thiên can. Nghe này thì có vẻ như là kiểu như là cô Thanh đến từ bên Trung Quốc xong rồi giảng giải đúng không? Nhưng mà các bạn sẽ hiểu cho mình, cái này là vị trí thứ 2, tức là ví dụ như chúng ta viết bản hợp đồng chúng ta có bên A và bên B, thì đây nó có ý nghĩa là bên còn lại là bên B nhá. Đó, chúng ta ngồi tập viết này. Đấy. Hay, và nét cuối và bộ thủ cuối cùng trong trong các bộ thủ có một nét, đó là nét quyết, thì nó có nghĩa là nét móc và lông vũ, thì nó viết như này. Đây, sổ như này. Được chưa nào? Đấy, thì các bạn sẽ nhớ cái trang này, các bạn sẽ nhớ từ này cho mình. Được chưa nào? Nhớ theo cái này. Đấy. Ok chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 23 bộ thủ có 2 nét. Vừa nãy mình có thấy bộ nhất đúng nào? Bộ nhất là số 1, bây giờ chúng ta có bộ nhị là số 2 thì nó có 2 gạch. Các bạn có thể viết như này. Chúng ta có tài liệu trên tay và chúng ta sẽ tập viết cho mình nhá. Hay, sau này chữ Hán của chúng ta cũng hình thành từ các nét như thế này thôi. Tiếp theo bản thân cái số 2 này thì nó là nghĩa là số 2 luôn rồi, là bộ nhị này là số 2 luôn rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy chữ Hán có bộ đầu là bộ đầu đúng nào? Đây, đầu đây thì có nghĩa là, thường là mình sẽ thấy cái từ này nó như kiểu là, sau này mình sẽ giải thích các chữ Hán mà nó hay có, tức là gì nhỉ, như kiểu cái mái, cái đầu á nhá, cái đầu bên trên, úp bên trên. Tiếp theo là một bộ rất là quen thuộc và đối với chúng ta, đó là bộ nhân. Nhân là người đúng nào? Thì với các bộ thủ này thì có những cái bộ thủ mà nó có rất là nhiều cách viết khác nhau. Ví dụ như bộ nhân này có 2 cách viết. Một là cái này. Đây, nhân bình thường. Cái này bản thân nó có nghĩa là người luôn. Và ngày xưa khi mà các bạn học cấp 3, chúng ta thường hay dùng cái chữ này để ký hiệu cho cái từ viết tắt là chữ người đúng nào. Và ngoài ra bộ nhân còn một cái bộ, có một cách viết nữa, đó là người ta hay gọi là nhân đứng ấy. Các bạn nhìn thấy bên dưới này, đây, nhân đứng đây. Đấy. Thế thì cái bộ nhân này sau này chúng ta sẽ gặp trong chữ Hán như thế nào? Các bạn có thể nhìn một ví dụ mình đã chuẩn bị ở đây rồi. Đó là chữ này. Chữ này chúng ta có nghĩa là sống. Đấy, các bạn thấy một nửa đằng trước là chữ nhân đúng nào? Là bộ nhân chúng ta vừa mới học đấy. Thì mình sẽ thấy cái từ sống, thì sau này có thể mình sẽ lý giải rằng là gì nhỉ? Sống ở đâu thì phải là người sống ở đâu đó đúng nào? Người sống ở đâu đó. Đấy, thế là có bộ nhân ở đằng trước. Tiếp theo có một bộ cũng gọi là nhân, nhưng mà chỗ này người ta sẽ gọi là nhân đi. Vì sao gọi là nhân đi? Các bạn nhìn thấy nó viết như này này. 1 này, 2 này. Mọi người thấy giống cái đôi chân đúng không nào? Giờ giống 2 chân của chúng ta đúng không? Thế nên là cái này chúng ta sẽ thấy là nó có nghĩa là nhân đi nhá. Và sau này khi mà giải thích vào chữ Hán, mình thường hay dùng cái ý nghĩa là đi là đôi chân, được chưa nào? Hay, tiếp theo chúng ta sẽ thấy đó là bộ nhập. Nhập này là vào nhá, vào. Và bản thân chữ nhập này, bộ nhập này cũng có nghĩa là vào rồi đấy. Sau này chúng ta sẽ có một động từ là, động từ đi vào đâu đó là haidimas nhé, haidimas. Mọi người thấy không? Có những bộ bản thân nó đã là một chữ Hán luôn rồi. Đó. Hay, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn tiếp, đó là cũng vẫn là 2 nét, chúng ta sẽ thấy có bộ bát. Bát nghĩa là 8 đúng không nào? Và đây nó là số 8 luôn mọi người ạ. Số 8. Rồi, 2 nét như thế này nhá. Chúng ta tập viết nhá. Hay, tiếp theo đó là bộ quinh. Quinh này có nghĩa là biên giới. Thì đây các bạn có thể lấy một ví dụ như sau. Đấy, các bạn nhìn thấy là, nghĩa là biên giới đúng không? Tuy nhiên thì mình hay giải thích nó là một cái trong một cái phạm vi, một cái giới hạn nào đó. Ừ, nghĩa cũng giống nhau như vậy. Ví dụ như trong từ onaji, cái từ onaji này nghĩa là giống nhau nhá. Giống nhau thì tức là gì nhỉ? Mọi thứ ở trong cùng một cái phạm vi, một cái giới hạn gì đó nó sẽ giống nhau. Đấy, có thể mình sẽ chiết tự cái chữ Hán của chúng ta như vậy để chúng ta có thể vận dụng được cái bộ thủ như này để chúng ta hiểu nghĩa của nó, đúng nào? Mọi thứ ở trong một cái biên giới, trong một cái phạm vi thì nó sẽ giống nhau và chúng ta có từ là onaji. Đấy, còn cái bên trong này sau này chúng ta sẽ học, đúng nào? Thì cái này là của từ onaji rồi. Tiếp theo chúng ta có bộ mịch. Bộ mịch này là cái khăn nhá, cái khăn, nghĩa là cái khăn, dấu hình cái khăn không? Thực ra chữ Hán thì nó xuất phát nhiều từ những cái chữ tượng hình nữa, đúng không? Thế nên là có những chữ mà chúng ta có thể thấy nó là nó tư duy từ cái hình ảnh. Ví dụ chữ khăn này, đúng nào? Chữ khăn. Tiếp theo chúng ta có từ bộ băng. Bộ băng thì có nghĩa là băng, là đá, là lạnh nhá, là lạnh. Thế thì đây các bạn thấy có hai nét. Và mình đã chuẩn bị luôn một ví dụ ở đây, đó là từ này sau này chúng ta sẽ học là từ tsumetai nghĩa là lạnh. Ví dụ chúng ta ăn cái kem chúng ta thấy lạnh. Thế thì lạnh thì làm sao? Lạnh thì phải có bộ băng ở đầu, đúng không ạ? Bộ băng thì bao giờ nó gợi cảm giác lạnh giá, lạnh lẽo, thế nên là nó xuất hiện trong cái từ như này, ví dụ như này nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ kỷ. Kỷ là cái ghế. Cái ghế thì viết như sau đó. Các bạn nhìn thấy giống cái mặt trên này, giống cái mặt, đúng không? Giống cái mặt bàn, mặt ghế ấy. Còn dưới này là cái chân ghế, chân bàn, đúng nào? Thế thì mình có thể có một cái ví dụ, đó là từ này, từ tsukie là cái bàn. Cái bàn thì đằng trước nó là bộ mộc, đúng nào? Đằng trước là bộ mộc, còn đằng sau là cái bộ kỷ của chúng ta. Thì nhìn tại vì nó giống hình cái ghế, cái bàn mà, thế nên là chúng ta có từ tsukie này là bàn. Đó, ví dụ luôn như vậy để mọi người có thể bắt đầu hình dung ra được những cái đầu tiên, cái nền móng đầu tiên của chữ Hán nhá. Hay. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy bộ khảm. Khảm như này. Đấy, khảm vẫn là hai nét, đúng nào? Khảm vẫn là hai nét. Thì úp bên trên, đúng nào? Nghĩa là há miệng. Thế thì há miệng như này chúng ta sẽ thấy trong một cái chữ Hán, đó là chữ răng mọi người ạ. Mọi người thấy nhìn thấy bộ khảm đâu chưa? Đây này, chính là cái bao quanh ở ngoài này. Đây, cái này thì là cái chữ Hán của chúng ta, đúng không? Thế còn đây, cái bộ khảm của chúng ta đây. Đấy, bộ khảm là cái bao quanh. Thì há miệng, đúng không? Há miệng thì đây chữ răng mọi người ạ. Răng, thế nên là có cái từ há miệng, có cái há miệng ở trong này. Đó, đúng không? Giống như cái khuôn miệng á. Đấy, giống như cái khuôn miệng của chúng ta. Thế này chẳng hạn, đúng nào? Tiếp theo chúng ta sẽ học đến bộ đao. Đao thì cũng giống như vừa nãy bộ nhân, có hai cách viết. Một là như này. Đao nghĩa là đao kiếm, đúng nào? Kiếm đấy. Hai là thế này. Đều là bộ đao hết nhá. Thế thì với cái bộ đao này các bạn có thể nhìn thông qua một cái chữ Hán mình đã lấy ở đây, đó là từ này nghĩa là kiru là cắt. Mọi người thấy chữ cắt này, ý nghĩa của nó cắt có liên quan gì đến cái đao kiếm của chúng ta không? Có, đúng nào? Chúng ta dùng đao, dùng kiếm chúng ta cắt, đúng nào? Thế nên chúng ta có động từ cắt ở đây. Các bạn nhìn thấy đao đây chưa? Đấy, ở đằng sau này. Đó, chữ Hán thú vị như vậy đúng không? Tiếp theo chúng ta học bộ lực. Lực này có nghĩa là sức mạnh. Thì các bạn nhìn thấy cách viết như sau, cũng là hai nét đúng không? Bản thân cái chữ lực này đã có nghĩa là chikara, nghĩa là sức mạnh rồi. Và các bạn có thể thấy cái từ này khi mà nó ghép với những cái bộ thủ khác để tạo thành một chữ Hán khác. Ví dụ như chữ này là chữ otoko, là đàn ông, là nam giới. Các bạn thấy nam giới liên quan đến sức mạnh không? Có, đúng không? Con trai, đàn ông thì nó phải có, thì họ phải có, đúng nào? Họ phải có sức mạnh, sức lực, khỏe khoắn hơn chị em phụ nữ chúng mình, đúng nào? Tiếp theo chúng ta thấy có từ bộ gì nhỉ? Bộ bao. Bao này là gì nhỉ? Bao này nghĩa là bao bọc, là mình bọc lấy cái gì đó, đúng nào? Bọc. Đó. Thế thì ví dụ như chúng ta có một động từ là động từ tsuzumu, nghĩa là mình bọc. Ví dụ bọc quà này, hay là bao bọc cái gì đó này. Thì các bạn thấy nó nghĩa đây, cái bộ nó đây đúng không? Nó nghĩa chuẩn luôn theo theo xuất phát từ cái bộ thủ như này. Đó nhá. Tiếp theo chúng ta học bộ chủy. Bộ chủy này là cái thìa. Thì thực ra đây là một cái bộ mà nó ít khi gọi là gì nhỉ? Ít khi mình dùng đến để giải thích các chữ Hán. Thế nên là cái này các bạn tham khảo và các bạn có thể tập viết thôi nhá. Không cần phải nhớ chữ này. Được chưa nào? Hãy bộ thủy nhá. Bộ chủy chứ đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một bộ có âm Hán Việt là phương. Phương này nghĩa là tủ đựng. Các bạn nhìn thấy giống hình tủ đựng không? Đó nhá, hai nét. Hãy như này. Chưa nào? Và bên dưới bộ hệ cũng gần giống như vậy. Chúng ta sẽ nhìn thấy có nghĩa là giấu, là che đậy. Ok, giấu và che đậy. Hay. Chưa nào? Hay, đó là hai cái bộ mà nó gần giống nhau, mang ý nghĩa cũng một cái là cái tủ đựng, một cái là giấu và che đậy đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ thấy bộ tiếp theo là bộ thập. Âm Hán Việt là thập. Thế thì mọi người thấy cái này giống như trong chữ thập đỏ đúng là chúng ta có từ chữ thập đỏ thì giống y hệt như này. Thập nghĩa là số 10 nhá, số 10. Tiếp theo đó là bộ bốc. Bốc này là xem bói à? Ok, là xem bói. Hai, xem bói như này nhá, hai nét như này đúng không? Tiếp theo chúng ta thấy có bộ tiết. Tiết này nghĩa là đốt chê, thì bản thân cái chữ này nó sẽ có hai cách viết. Một là như thế này, hai là như thế này. Vòng chưa? Mọi người tập viết nhá. Đó, trong cái tài liệu chúng ta nhận được thì đã có hẳn cả cái gì nhỉ, cái cách mà hướng dẫn thứ tự viết rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy nếu mà tinh thì chúng ta thấy đây là 1 nét, 2 nét, ký hiệu số thứ tự luôn rồi đúng không nào? Chúng ta tập viết nhá. Tiếp theo đó là bộ hán. Hán này nghĩa là sườn núi nhá, sườn núi. Đây, nhìn thấy cái giống cái vách núi không? Giống vách núi đúng không? Tiếp theo chúng ta học bộ tư. Tư này có nghĩa là riêng tư đúng nào? Thì ở đây mình có một ví dụ như sau. Trước tiên thì nhìn vào ví dụ thì các bạn sẽ viết cho mình đã nhá. Giống cái chữ mư ở trong katakana đúng nào? Và nhìn giống cái mũi không? Giống cái mũi của chúng ta đúng không? Thế nên là cái từ tư này các bạn đoán xem từ này nghĩa là gì? Cái gì chữ Hán gì có ý nghĩa riêng tư nhỉ? Là từ watashi. Watashi là tôi đúng không? Là tôi, là cá nhân, là riêng tư đúng không? Thế nên chúng ta thấy một nửa bên sau này có chữ bộ tư này. Tiếp theo chúng ta thấy bộ hữu. Hữu này nghĩa là một lần nữa, các bạn nhớ cho mình nhé, một lần nữa. Đấy, ok chưa nào? Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 33 bộ mà có 30 nét. À, có nhầm, có 30 nét mà có 3 nét đúng không nào? Có 3 nét. Đầu tiên đó là bộ khẩu. Khẩu thì có nghĩa là miệng của chúng ta, và nó là mô phỏng của cái miệng của mình luôn đấy. Đúng như nào? Miệng nhá. Và bản thân cái chữ này cũng có nghĩa là miệng luôn rồi. Miệng thế. Thế thì mình có thể lấy một ví dụ cho các bạn, sau này chúng ta sẽ nhìn thấy bộ khẩu trong này, ví dụ như thế này. Đây là một động từ. Động từ này có nghĩa là ao, là hợp. Hợp thì mình, tại sao cái chữ hợp này nó lại có ý nghĩa là gì nhỉ? Nó lại có bộ khẩu trong này, các bạn nhìn thấy bộ khẩu này tức là gì nhỉ? Khi mà muốn hòa hợp với cái gì đó thì chúng ta phải miệng mình nó phải dùng cái lời lẽ, lời nói nó hợp với người ta đúng không? Thì chúng ta mới có từ ao này, đó, hợp với lời nói, lời ăn tiếng nói đúng không? Tiếp theo chúng ta nhìn thấy có bộ vi. Vi này thì nhìn cũng giống khẩu, thế nhưng mà cái trên này thì khẩu bé, còn dưới này thì là vi nó to hơn đúng không nào? To hơn. Thế thì mình có một ví dụ như sau. Ví dụ như từ này là từ kuni. Kuni là đất nước. Đất nước thì các bạn thấy, đất nước thì nó phải có gì nhỉ? Phải được như kiểu là tường thành, nó phải bao quanh. Đất nước rất là rộng lớn đúng không nào? Thế nên nó sẽ dùng cái bộ vi này để bao xung quanh một cái đất nước. Đó, như kiểu là cái biên giới của đất nước đấy đúng không? Tiếp theo chúng ta có bộ thổ. Thổ này là đất. Thì bản thân cái bộ thổ này nó cũng đã có nghĩa là đất rồi đúng nào? Nó cũng nghĩa là đất. Và đặc biệt cái từ này nó còn dùng trong một cái từ là thứ bảy. Thứ bảy thì là doyo bị, thì nó cũng dùng cái chữ Hán này. Và mọi người biết vì sao? Bởi vì thứ bảy thì nó là do sao thổ tượng trưng. Đấy, tượng trưng cho sao thổ. Hay. Thế thì với cái chữ Hán này thì sau này chúng ta sẽ thấy ngoài cái việc nó đứng một mình như này thì các bạn có thể gặp cái bộ thổ trong một cái từ như sau, đó là từ này. Đấy, từ trường như này. Các bạn thấy bộ thổ đằng trước như này không? Nhỏ nhỏ đằng trước như này. Đấy, mình sẽ viết lại nhá. Đấy, bộ thổ nhỏ như này, nó có thể viết như này. Đấy, thì đây là một cái gọi là cái từ này trong một từ là từ basho, là địa điểm. Địa điểm thì các bạn thấy nó liên quan gì đến đất không? Có đúng không nào? Một địa điểm thì nó phải là ở trên mặt đất. Đấy, ví dụ như vậy nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ sĩ. Sĩ này nghĩa là kẻ sĩ, là người, ám chỉ người nhá. Thì nó khác cái bộ thổ bên trên một cái điều đó là gì nhỉ? Bộ thổ bên trên thì nét ở bên dưới nó dài hơn, còn cái chữ sĩ ở bên dưới, cái nét ở bên dưới nó ngắn hơn. Các bạn lưu ý cho mình cái này nhá. Sĩ này là người, ý nói là sĩ quan này hay là kẻ sĩ đúng không? Tiếp theo đó là bộ truy hoặc là bộ chỉ. Thì với những cái từ mà nó có nhiều âm Hán Việt như này thì các bạn không cần quá quan trọng, bởi vì là có những cái chữ Hán mà nó sẽ được phiên âm bởi nhiều những âm Hán Việt khác nhau nhá. Thế thì bộ chữ này có nghĩa là phía sau. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau tập viết đã nhá. 1 nét này, 2 nét này, 3 nét. Thế thì mình sẽ đưa ra một ví dụ về một từ vựng có bộ chữ này như sau, một chữ Hán có bộ chữ như sau, đó là chữ fuyu. Fuyu này là mùa đông. Thì các bạn nhìn thấy mùa đông này, đây là mùa đông của chúng ta đúng không? Đây là bộ chữ nghĩa là phía sau, và bên dưới này các bạn sẽ thấy là 2 dấu chấm như này, thì các bạn tưởng tượng như kiểu là mùa đông đúng không? Khi mà mình trời có tuyết rơi, thường có tuyết rơi và mình đi ra ngoài đường thì mình sẽ thấy làm sao nhỉ? Khi mà mình đi trên tuyết thì ở phía sau bao giờ mình cũng để lại những cái dấu chân trên tuyết như thế này. Đấy, ví dụ như vậy nhá. Hay, tiếp theo chúng ta sẽ học về bộ tịch. Đây, bộ tịch. Tịch này nghĩa là chiều tối. Chứ nào? Chiều tối. Tập viết nào. 1, 2. Thì bản thân cái từ này nó cũng sẽ nằm trong cái từ mà yugata là chiều tối rồi nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhìn thấy đó là bộ đại. Bộ đại này là gì nhỉ? Đại này là to, là lớn. Và bản thân cái chữ này, bộ này cũng có nghĩa là một tính từ là oki, là đại, là to rồi, là một chữ Hán rồi. Đây, 1, 2, 3. Các bạn nhìn thấy, bên trong này đầu tiên chúng ta có bộ nhân đúng không nào? Bộ nhân là người. Và một người làm sao nhỉ? Một người giang tay, một người lớn giang tay ta ra thì nhìn rất là to lớn đúng không nào? Một người giang tay ra nhìn rất là rộng, là to lớn. Tiếp theo chúng ta học về bộ nữ, là cái bộ mà đầu tiên ở cái từ đầu tiên mà mình đã chú thích các bạn đây, bộ nữ của chúng ta nhá. Nữ nghĩa là con gái, là phụ nữ. Đó, là con gái, là phụ nữ. Thế thì đưa ra một cho các bạn một ví dụ nhá. Bản thân cái từ này đã là con gái rồi, là một chữ Hán rồi. Thế có một ví dụ về bộ nữ như sau, chúng ta có động từ là từ hajimeru, là bắt đầu. Bắt đầu thì tại sao nó lại có bộ nữ trong này nhỉ? Sau này khi mà các bạn học mình, các bạn sẽ được nghe mình giải thích rằng làm sao nhỉ? Tất cả mọi thứ trên trái đất này, động từ này nghĩa là bắt đầu nhá, đều được bắt đầu từ người phụ nữ. Thế nên là trong cái từ bắt đầu này có cái bộ nữ ở bên trái như thế này nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ học về bộ có âm Hán Việt là tử, tử là con nhá, tử là con, không phải là sinh tử ở đây đâu mà là con nhá, ý nghĩa là con. Bản thân cái từ này trong từ kodomo nghĩa là con rồi, con rồi. Được chưa nào? Hay, và cuối cùng trong cái trang này chúng ta sẽ học về bộ miên. Miên nghĩa là mái nhà, các bạn nhìn thấy đây, giống hình mái nhà không? Đó, giống hình mái nhà đúng không? Thế thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ về chữ Hán này, ví dụ như từ này, các bạn nhìn được không nhỉ? À, nhìn có hơi bị lệch đúng không? Trên cái định dạng máy tính thì nó hơi bị lệch một chút nên mình sẽ viết lại nhá. Đây là bộ miên của chúng ta. Đấy, còn bên dưới là một bộ phận trong cái chữ Hán đấy. Có thể chưa biết nhưng mà mình sẽ giải thích như sau. Từ này nghĩa là căn phòng. Và căn phòng các bạn thấy không? Có liên quan đến bộ miên của mình không? Căn phòng thì nó có mái nhà đúng không nào? Căn phòng thì nó phải có mái, che. Đó nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nhìn tiếp nhá. Đó là bộ gì nhỉ? Bộ thốn nghĩa là đơn vị đo nhá, bộ thốn đơn vị đo. Thực ra trong quá trình giải thích mình sẽ không dùng nhiều cái ý nghĩa là đơn vị đo đâu, bởi vì là nó sẽ hơi khó nhớ một chút, hơi khó tưởng tượng. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn bộ tiểu. Bộ tiểu thì có hai cách viết. Một, bản thân cái chữ này nghĩa là nhỏ rồi, là tiểu là nhỏ đúng nào? Thì bản thân cái chữ này cũng có ý nghĩa là nhỏ. Đây là một từ vựng, là một chữ Hán luôn rồi nhá. Và có một cái cách viết của chữ tiểu nữa, đó là ba cái nét phẩy ở bên trên đúng nào? Ba nét phẩy ở bên trên như này các bạn sẽ nhớ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về bộ uông. Bộ uông thì nó sẽ có hai cách viết như sau. Thì bộ uông trước tiên mình sẽ giải thích nghĩa là yếu đuối nhá. Thì thực ra là cái bộ uông này là cái bộ mà mình ít khi dùng nghĩa để giải thích lắm mọi người ạ. Nên là các bạn sẽ tham khảo thôi cái từ này cho mình nhá. Đầu tiên đó là gì nhỉ? Một nét này, hai nét và ba nét đúng không? Và bên dưới cũng có một cách viết nữa. Đây. Đó. Thì cái bộ uông các bạn có thể thấy trên này nó có 3 nét, còn dưới này cái chữ này có 4 nét. Tuy nhiên thì vì nó có một cái cách viết là 3 nét, thế nên là mình vẫn xếp nó vào bộ 3 nét nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ triệt. Triệt này nghĩa là mầm non. Thì cái này mình cũng ít khi dùng để giải thích lắm nên là không cần nhớ đúng nào. Đấy, ok chưa nào? Và cuối cùng trong trang này có một bộ mà rất là hay dùng, đó là bộ sơn. Sơn này nghĩa là gì nhỉ? Sơn này là núi. Nói bên dưới cùng các bạn này, chúng ta nhìn thấy đúng không? Sơn này nghĩa là núi. Thì bản thân cái chữ sơn này nó hơi thấp nên mình sẽ viết đây nhá. Bản thân cái bộ núi này nó cũng đã nghĩa là một từ chữ Hán rồi, nghĩa là núi là yama. Chưa nào? Yama. Đấy. Ok. Rồi. Chúng ta đi tiếp này. Đi tiếp chúng ta sẽ có bộ xuyên. Xuyên này là gì nhỉ? Xuyên này là sông. Đây, sông ngòi. Thì có 3 cách để viết bộ xuyên. Thứ nhất như thế này. Đó. Các bạn nhìn thấy giống hình dòng sông không? Thứ hai, cái thứ hai thì bản thân cái từ này nó đã là từ kawa, là từ dòng sông rồi. Tiếp theo cách thứ ba đó là gì nhỉ? Như thế này, hai nét như thế này. Đó, đây là bộ xuyên nhá. Xuyên là dòng sông này. Tiếp theo chúng ta có bộ công. Công này có nghĩa là người thợ, là công việc. Đây, viết như thế này. Đấy. Ok chưa nào? Rồi. Đấy. Tiếp là bộ kỷ. Kỷ nghĩa là bản thân. Bản thân nhá. Thế thì bản thân cái chữ kỷ này nó đã nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là nói về bản thân của mình rồi. Sau này chúng ta sẽ gặp từ này trong từ jikoshokai, là giới thiệu về bản thân mình. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp bộ có âm Việt là cân. Cân này cũng nghĩa là cái khăn. Đây, các bạn sẽ cùng nhau viết cho mình nhá. 1, 2, 3. Thế mình sẽ đưa ra một ví dụ như sau. Các bạn sẽ có một từ này, đó là từ nuno. Nuno này là gì nhỉ? Là vải. Thế thì khăn với vải có liên quan với nhau đúng không? Các bạn nhìn thấy bộ khăn trong này chưa? Đây, bên dưới như này thôi, một tí tí nhỏ nhỏ ở bên phải như này đúng không? Hay. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn tiếp, đó là bộ có âm Việt là yêu. Yêu này nghĩa là nhỏ nhá, nghĩa là nhỏ. Hay, viết nhá. Thế nào? Đó là nhỏ nhá. Và chúng ta có một ví dụ với cái từ bộ yêu này, đó là từ này. Mình lấy rồi. Các bạn nhìn thấy bộ yêu trong này chưa? Đây, chữ này chữ yêu, bộ yêu đúng không? Và một nửa bằng sau sức lực đấy. Thì cái từ này nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là osanai, nghĩa là thơ ấu và thơ bé. Thì chúng ta sẽ thấy là rằng là gì nhỉ? Thơ ấu, khi mà còn thơ ấu còn nhỏ thì chúng ta thì làm sao nhỉ? Sức lực nó sẽ rất là nhỏ bé, yếu ớt. Từ này chúng ta sẽ học trong chương trình N3. Tiếp theo chúng ta học bộ nghiễm. Bộ nghiễm này thì lại có nghĩa là mái nhà. Các bạn nhìn thấy chưa? Giống hình mái nhà đúng không? Bộ nghiễm. Với bộ nghiễm này thì mình sẽ có một ví dụ, đó là chữ này. Chữ này có nghĩa là kho. Là kho thì các bạn sẽ thấy rằng là gì đây nhỉ? Nhà kho thì bao giờ nó phải có mái nhà che như thế này. Đó nhá, thấy chưa? Thấy kho chưa? Tiếp theo chúng ta học về bộ dẫn. Dẫn này là bước dài. Bước dài, ám chỉ một bước dài. Chúng ta cùng nhau viết này. Đầu tiên giống số 3 đúng không? Và một nét ở đằng sau như này. Số 3 dài lê thê. Đấy, chúng ta có thể nhớ như vậy. Tiếp theo là bộ củng. Củng này nghĩa là chắp tay. Chắp tay thì thực ra là cái bộ củng này thì mình ít khi là dùng để giải thích nghĩa lắm, với cái ý nghĩa là chắp tay, nên là các bạn tham khảo nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ giặc. Giặc này nghĩa là chiếm lấy. Rồi, chiếm lấy. Đấy, chiếm lấy. Chúng ta tham khảo thêm nhá. Và bộ cuối cùng trong trang này chúng ta học về bộ can. Can này nghĩa là khô. Khô nhá. Thì bản thân cái từ này đã có nghĩa là khô rồi mọi người, là phơi đồ nhá, phơi đồ, đấy là khô rồi. Thấy chưa? Mọi người trong quá trình mọi người thấy mình dạy là chúng ta có thể giới thiệu thêm được rất là nhiều những cái chữ Hán mà nó xuất phát ngay từ cái bộ thủ đấy rồi đúng nào. Tiếp theo chúng ta có bộ cung. Cung này là gì nhỉ? Cung này là cung tên. Và chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Chữ này không nó đã là yumi rồi, nghĩa là cung tên rồi, cung bắn rồi nhá, cung bắn rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy có bộ là gì nhỉ? Bộ sam. Sam nghĩa là tóc dài, đúng không? Là 3 nét như này, 1, 2, 3. Các bạn giờ thấy giống như là làn tóc bay trong gió không? Trong gió đúng không nào? Thế thì mình sẽ có một ví dụ. Đương nhiên tóc dài thì nó sẽ liên quan đến tóc rồi đúng nào? Và chúng ta có một ví dụ về chữ Hán là tóc. Thì các bạn thấy bộ sam ở trong này chưa? Đây chính là cái này. Đúng không? Bộ sam của chúng ta đây. Đấy, trong mái tóc thể nào phải có bộ sam ám chỉ tóc mà. Tiếp theo chúng ta có bộ xích. Xích này nghĩa là bước chân trái, thì ám chỉ là gì nhỉ? Là bước chân đúng không nào? Bước chân, đây. Đó. Và chúng ta có một động từ là động từ ikimasu là đi. Mọi người thấy đi chưa? Đây, bước chân đây. Khi mà đi thì chúng ta phải dùng chân để bước đi đúng không nào? Đấy là bộ xích nhá. Tiếp theo là bộ thi. Thi nghĩa là thây ma, thì bản thân cái này vì là nghĩa này nó không được hay lắm, nên là thường khi mà mình giải thích cái chữ Hán mà nó có cái bộ này thì mình, tại vì nhìn thấy nó vẫn giống cái mái che mái nhà mà, thế nên là chúng ta hay dùng ý nghĩa là mái che mái nhà. Không phải chúng ta dùng mà là mình hay dùng. Sau này các bạn có thể thấy ở trong xuyên suốt quá trình dạy chữ Hán của mình nhá. Tiếp theo chúng ta thấy bộ thảo. Thảo này nghĩa là cỏ, thì cái bộ thảo này là một cái bộ mà dùng rất là nhiều trong những cái chữ Hán mà nó liên quan đến thực vật cây cối nhá. Các bạn sẽ cùng nhau viết này. Ví dụ như sau, chúng ta có một từ hana. Hana là hoa, đúng nào? Hana là hoa, và các bạn thấy bộ thảo bên trên đúng không? Khi mà nhắc đến hoa là nói về thảo, về thực vật, thế nên sẽ có bộ thảo bên trên như thế này nhá. Hay, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy bộ quay xước. Bộ quay xước thì có hai cách viết. Một là một cái phẩy bên trên và bên dưới nó sẽ như này. Và bên dưới thì có hai đúng không? Hai như này. Đấy, hai chấm và một chấm thì nó cũng tương tự giống nhau thôi. Thế thì thường người ta sẽ hay dùng cái một chấm bên trên. Thì cái từ này quay xước này có ý nghĩa là bước đi xong rồi dừng lại, bước đi, nó tóm lại lại mang ý nghĩa là bước đi trên đâu đó đúng nào. Thế mình sẽ đưa ra một ví dụ như sau. Chúng ta có động từ là susumimasu, là mình bước đi phía trước hay là mình tiến lên nhá. Mình tiến lên phía trước thì chúng ta có từ đây. Thế nên là ý nghĩa của nó là bước lên phía trước này hay là tiến lên, thế nên là sẽ thấy có bộ quay xước trong này bằng ý nghĩa là bước đi hay là dừng lại như vậy đúng nào. Tiếp theo chúng ta có bộ ấp. Ấp này thì nhìn giống số bao nhiêu mọi người? Nhìn thấy giống số 13 không? 1 và 3 đúng nào? Nhìn giống số 13, nghĩa là vùng đất nhá, một cái khu đất, một cái mô đất nào đó. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy bộ hơn biệt là kệ. Kệ này thì nghĩa là đầu con nhím, thì cái bộ này chúng ta không cần nhớ đâu mà chúng ta có thể tham khảo thêm về cách viết của nó thôi. Tuy nhiên thường thì mình sẽ không hay mang ra để gọi là gì nhỉ? Để giải thích nghĩa của nó theo cái nghĩa là đầu con nhím nhá. Hay, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn tiếp, đó là những cái bộ thủ mà có 4 nét thì chúng ta sẽ có 31 chữ Hán. 31 bộ thủ mà có 4 nét. Thứ nhất đó là một bộ rất là quen thuộc, đó là bộ âm Việt là tâm. Tâm này là gì nhỉ? Tâm này là trái tim, là tấm lòng, là những cái thuộc về bên trong nhá. Và trái tim thì nó còn mang ý nghĩa là gì nhỉ? Liên quan đến những cái mà tình cảm nữa. Thế thì bộ tâm thì thứ nhất cái chữ Hán này, cái bộ này Đã là nghĩa là tâm rồi, đã nghĩa là gì nhỉ? Đã nghĩa là trái tim là kokoro, chúng ta có từ kokoro rồi. Và ngoài ra bộ tâm nó còn được ký hiệu là thế này nữa. Được chưa nào? Đấy, ký hiệu như thế này. Với bộ tâm này mình sẽ đưa ra một ví dụ. Từ này nghĩa là ai, nghĩa là tình yêu. Tình yêu các bạn nhìn thấy bộ tâm ở trong này chưa? Đây, một nửa bên dưới này. Chúng ta sẽ nhìn thấy đây nhá. Mình sẽ viết đây, ở trên nào. Đây, và đây bộ tâm ở đây. Đấy, bộ tâm. Khi mà đã tình yêu thì bao giờ phải nhắc đến cả trái tim, đúng không nào? Trái tim bao giờ nó cũng tượng trưng cho tình yêu, đúng không? Tiếp theo chúng ta thấy bộ qua, có nghĩa là vũ khí cổ của Trung Quốc. Đây, rồi. Đó. Thế thì bộ qua này với ý nghĩa là vũ khí cổ thì chúng ta sẽ thấy trong một cái từ vựng, đó là từ tatakao. Đấy, các bạn nhìn thấy nửa sau chưa? Đây chính là bộ qua, đúng nào? Tatakao nghĩa là mình đi chiến đấu, đúng nào? Hay là đánh nhau đấy. Thế thì các bạn thấy đánh nhau thì bao giờ phải dùng vũ khí, đúng nào? Tiếp theo chúng ta thấy bộ hộ. Hộ này có nghĩa là cửa nhá. Đây, các bạn cùng nhau viết ra. Chữ này cũng có nghĩa là cửa rồi. Đấy, và ngoài ra một cách viết như thế này nữa. Cách viết nào cũng được nhá. Hãy tiếp theo chúng ta sẽ thấy bộ thủ. Thủ này không phải là đầu, mà thủ này là tay. Tay thì có hai cách viết. Một là như thế này. Thì khi mà viết như thế này thì bản thân cái chữ này đã có ý nghĩa là tay rồi. Đây là chữ Hán là tay nhá. Chữ Hán T là tay. Và ngoài ra bộ thủ khi mà nó ghép với những cái bộ khác để tạo thành một chữ Hán, nó sẽ thường được viết như thế này. Đó nhá. Mình sẽ đưa ra một ví dụ như sau. Từ này có nghĩa là nageru. Nageru là ném. Các bạn thấy thường ném thì chúng ta hay ném bằng gì? Hay ném bằng tay phải không nào? Thế nên là hành động ném này nó phải dùng đến tay, dùng đến bộ thủ ở trong này. Đấy nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy bộ chi. Chi có nghĩa là nhánh, là cành. Đây, chúng ta cùng nhau viết đã nhá. Đấy. Chi là nhánh, là cành. Thế thì mình sẽ có một ví dụ như sau, đó là từ này nghĩa là eda. Eda nghĩa là cành cây. Và các bạn thấy có bộ chi trong này chưa? Đây. Đấy, bộ chi của chúng ta đây. Đấy là cành cây luôn. Đó nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ học về bộ phộc. Phộc nghĩa là đánh khẽ, thì cái bộ này thì mình ít khi dùng để giải thích nghĩa chữ Hán. Thế nên là chúng ta sẽ tham khảo thêm thôi. Ok chưa nào? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhìn tiếp nhé. Đó là bộ có hơi Việt là văn. Văn này là văn thơ. Thì bản thân cái chữ này đã có nghĩa là văn rồi. Chúng ta sẽ thấy từ này trong từ văn học này, hay là trong từ sakubung là làm văn này. Đó nhá, làm bài văn. Tiếp theo đó là bộ gì nhỉ? Bộ đẩu. Đẩu nghĩa là cái đấu. Thì cái này thực ra không dùng nhiều đâu. Không dùng để giải thích nghĩa nhiều đâu, bởi vì cái nghĩa nó hơi khó hiểu, đúng không? Thế nên là các bạn tham khảo cho mình nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy bộ gì nhỉ? Bộ cấn hoặc là bộ cân. Bộ cấn hay bộ cân này thì có ý nghĩa là cái rìu. Ok nào? Cái rìu. Cái rìu này là gì nhỉ? Là cái rìu thôi, đúng không? Chúng ta cùng nhau viết nhá. Đấy. Thế thì với chữ Hán này thì mình sẽ đưa ra một ví dụ như sau. Với cái bộ thủ này chúng ta sẽ đưa ra một ví dụ là, đây là từ orimas là mình bẻ. Bẻ gãy, ví dụ như là mình cây mình mang đi, mình chặt cây, mình bẻ cây á. Thì chúng ta sẽ thấy là cái rìu ở bên trong này, đúng không? Đây là bộ thủ là tay, đúng không? Tay thì cầm rìu để đi bẻ cây. Đấy, đi chặt cây. Và cuối cùng trong trang này chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về bộ phương nhá. Bộ âm Hán Việt là phương. Thì bản thân cái bộ này có nghĩa là phương hướng mọi người ạ. Và nó là một chữ Hán rồi. Và chúng ta cùng nhau nhìn nhá. Chúng ta cùng nhau viết như này. Đây. Phương. Hơi thấp đúng không? Các bạn nhìn thấy không? Bản thân chữ này nghĩa là phương hướng rồi nhá. Hay, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về bộ có âm Việt là vô, nghĩa là không. Bộ này chúng ta không cần nhớ nhiều, vì thực chất là khi mà mình dùng, mình cũng không dùng nhiều cái bộ này để giải thích cái nghĩa của chữ Hán, vì nó hơi khó nhớ nhá. Mà nó cũng không hình dung ra cái gì, đúng không nào? Hay là như này. Đây. Thế này chứ, đúng không? Ok, các bạn tập viết nhá, trong cái giáo trình chúng ta có, đúng không nào? Và tiếp theo, 4 cái bộ dưới này sẽ là những cái bộ mà chúng ta dùng nhiều thế này. Thứ nhất đó là bộ nhật. Nhật có nghĩa là mặt trời, hay là nói về ngày nữa nhá. Hay là chúng ta gặp từ Nhật Bản chính là từ này, đúng nào? Chỗ này sợ nó hơi khó nhìn, thế nên là mình sẽ viết ra đây nhá. Thôi, viết đây, đúng nào? Bộ nhật của chúng ta, hình ông mặt trời luôn. Mọi người nhìn thấy giống hình ông mặt trời không? Đấy, che như này đúng không? Đấy, ông mặt trời của chúng ta. Thì cái bộ nhật này sẽ dùng rất là nhiều. Mình sẽ đưa ra một ví dụ như sau. Thứ nhất đó là từ ví dụ như từ này, từ hareru là nắng. Nắng thì là gì nhỉ? Nắng là một hiện tượng tự nhiên, đúng không? Trên trời rơi xuống, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ thấy đây, bộ nhật của chúng ta đây. Nhật nó nằm ở đầu như này. Đó nhá. Và chữ Hán của mình đây. Đấy, đã nắng thì phải có mặt trời đấy, đúng không? Có ánh mặt trời ở đây thì nó mới nắng được. Tiếp theo chúng ta thấy bộ nguyệt. Bộ nguyệt này. Với bộ nguyệt này thì nó sẽ có hai nghĩa. Các bạn cùng nhau viết đã nhá. Với bộ nguyệt này có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên đó là ám chỉ mặt trăng hay là nói về đếm tháng nhá, tháng. Bởi vì mặt trăng thì lặn một tháng, mọc một tháng mới mọc một lần, đúng không? Đúng không nào? Thế nên là cái từ nguyệt này nó vừa chỉ là mặt trăng và ý nghĩa của nó gần nữa là nó gì nhỉ? Chỉ tháng, đơn vị tháng. Và ngoài ra bộ nguyệt này nó còn có ý nghĩa là thịt. Nó tóm lại nói về những cái thịt, da thịt, đúng không nào? Da thịt. Thế thì các bạn sẽ nhớ hai ý nghĩa này của từ nguyệt này cho mình nhá, của chữ nguyệt này cho mình. Mình sẽ đưa ra một cái ví dụ của cái từ nguyệt này trong cái chữ mà ý nghĩa là thịt nha. Các bạn sẽ nhìn một chữ này. Đây, sau này khi mà học lên N3 chúng ta sẽ học từ này, từ moeru. Moeru là cháy, là đốt cháy, đúng không nào? Thế thì mình sẽ viết lại đây. Đây, mình sẽ viết lại trên này, các bạn nhìn thấy cho dễ nhá. Và các bạn nhìn thấy đây, bộ nguyệt mà mình đã nói ở đây, nó được viết hơi khác một chút, đúng không nào? Đó, và đây là con chó này. Đấy, và bên dưới lửa. Thế thì mình sẽ giải thích cái chữ Hán này như sau. Ví dụ như là đây là thịt, đúng không? Đây là chó, đây là lửa. Hai cái chỗ này là lửa. Thế mình sẽ là gì nhỉ? Mình mang thịt chó ra thui, đúng không nào? Ra đốt. Chúng ta có từ moeru là đốt, đúng không nào? Đốt cháy. Tiếp theo chúng ta có bộ mộc. Bộ mộc này nghĩa là cây. Đây, mộc này cũng sẽ gặp trong nhiều từ này. Bản thân cái bộ mộc này đã là một chữ Hán rồi, nghĩa là cái cây. Và chúng ta có thể thấy một ví dụ như sau. Mình sẽ đưa ra một ví dụ, đó là từ ueru là trồng. Đó là trồng thì phải trồng gì? Trồng cây chẳng hạn, đúng không nào? Và chúng ta thấy bộ mộc ở ngay đầu luôn. Đó nhá. Mọi người thấy sự liên kết giữa các bộ thủ và cái chữ Hán của nó đúng không? Với cái chữ hạ, với cái ý nghĩa của nó, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có bộ khiếm. Khiếm này nghĩa là thiếu. Đây, các bạn sẽ ghi vào cho mình. Chúng ta tập viết chữ này nhá. Khiếm là thiếu. Thế nào? Đó. Mình sẽ đi tiếp nhá. Bộ chỉ. Chỉ nghĩa là dừng lại, đúng không nào? Chỉ là dừng lại. Đây. Bản thân chữ Hán này đã là động từ thomeru là dừng lại rồi. Và nếu mà các bạn thấy chữ Hán này, cái bộ này trong một chữ Hán nào khác thì mình sẽ đưa ra một ví dụ như sau. Thứ nhất, lại là cái từ ha này là răng. Vừa nãy khi mà nói về cái bộ ở dưới này chúng ta thấy là cái khuôn miệng, đúng không nào? Thế bây giờ ở trên này chúng ta thấy bộ chỉ là dừng lại. Thế bây giờ mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Răng là nơi mà gì nhỉ? Trong này là gạo này. Gạo sẽ đi vào trong miệng và dừng lại để cho răng nhai. Đấy, các bạn hiểu không? Tiếp theo chúng ta thấy bộ ngạt và bộ hay là có âm Hán Việt là đãi. Có âm Hán Việt vừa là ngạt vừa là đãi thì mang ý nghĩa là xấu, là tệ. Thì cái này mình chúng ta tham khảo nhá, tham khảo. Đấy, tập viết nào. Đó. Cái nét bên dưới mình không hay dùng nhiều đâu. Cái nét cái bên dưới này, cách viết bên dưới không hay dùng nhiều. Các bạn sẽ nhớ cách viết bên trên cho mình. Đấy. Tiếp theo chúng ta thấy bộ gì nhỉ? Bộ này là bộ thù, nghĩa là binh khí dài, là cái gậy. Đó, chúng ta cùng nhau viết nhá. Rồi, binh khí ga dài hay cái gậy. Ví dụ như sau. Lại mình sẽ lấy lại cái từ này là từ nageru là ném. Ném thì vừa nãy khi mà học bộ thủ là cái tay thì mình bảo ném thì mình phải dùng tay để ném. Thế bây giờ mình ném cái gì? Mình ném binh khí. Ví dụ ngày xưa người ta hay có cái trò mà ném khiên, đúng không? Hay ném cái thanh binh khí rất là dài, dùng tay để ném như này. Đó, thì nên là trong đó sẽ có cái binh khí như này nhá. Tiếp theo chúng ta học từ âm Hán Việt là chữ bộ thủ của âm Việt là vô. Vô này thì có ý nghĩa là chớ này, là đừng và là mẹ nữa. Mẹ, ví dụ như cái này. Cái này cái bên dưới này sẽ là mẹ này. Đây, này sẽ là mẹ. Bản thân cái bộ này sẽ là nghĩa là mẹ luôn rồi nhá, là ha ha. Chứ nào, ha ha. Và cuối cùng chúng ta sẽ thấy là bộ này là bộ tỷ. Tỷ này nghĩa là so sánh và bản thân cái từ này cũng có nghĩa là động từ kuraberu là so sánh luôn rồi nhá, so sánh luôn rồi. Đó là trang tiếp theo của chúng ta về các bộ thủ có 4 nét. Mình đi tiếp này. Bộ âm Hán Việt là mao. Mao là lông. Chứ nào? Lông. Đây. Từ này cũng có nghĩa là lông luôn rồi này. Đấy. Cái bộ này có nghĩa là lông luôn. Là cái chữ Hán là lông của chúng ta đây. Tiếp theo là thị. Thị thì có nghĩa là họ. Và nó cũng là một chữ Hán luôn rồi. Đấy. Một từ chữ Hán luôn rồi. Đây. Họ. Mình sẽ gặp từ này trong từ kareshi chẳng hạn. Đúng không nào? Hãy. Hay là nói về một cái người nào đó, đúng không nào? Xong rồi thêm cái từ này là she đằng sau nữa. Tiếp theo chúng ta thấy bộ khí, nghĩa là hơi nước. Các bạn sẽ tham khảo từ này cho mình nhá. Tập viết ra nào. Khí, hơi nước. Tiếp theo chúng ta thấy bộ này sẽ dùng nhiều này. Này, 4 cái bộ dưới này, ba cái bộ dưới này sẽ lại dùng nhiều. Thứ nhất đó là bộ thủy. Thủy có nghĩa là gì nhỉ? Thủy là nước thì nó có hai cách viết. Cách viết đầu tiên như thế này thì nó có nghĩa luôn là một chữ Hán là mizu là nước. Nước nhá. Và một cái cách viết nữa đó là giống như ba giọt nước như này. Mọi người thấy hình ba giọt nước chưa? Đó, thì bộ thủy đây của chúng ta như này. Thì với bộ thủy này nó sẽ xuất hiện trong những cái từ vựng mà nó trong chữ Hán mà nó có liên quan đến nước. Ví dụ như sau, ví dụ như một từ này. Đây là một từ là từ oyogu là bơi. Bơi thì bạn phải bơi ở đâu nhỉ? Chúng ta không thể bơi trên trời và không thể bơi dưới đất được, và chúng ta phải bơi dưới nước, thế nên là phải có nước ở đây, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ thấy bộ hỏa. Hỏa cũng sẽ dùng rất là nhiều này. Thứ nhất đó là bộ hỏa như thế này. Viết như thế này thì có nghĩa là lửa. Là lửa luôn, nghĩa là hỏa là lửa, đúng nào? Là một từ vựng, là một chữ Hán, nghĩa là lửa. Và từ này chúng ta sẽ còn gặp từ này trong từ thứ ba. Thứ ba là kayobi, thì nó cũng viết bằng chữ Hán này. Vì sao? Bởi vì là sao hỏa là đại diện cho thứ ba. Thứ ba là đại diện cho sao hỏa, thì nên người ta sẽ dùng chữ Hán này nhá. Và ngoài ra bộ hỏa nó còn được ký hiệu là, mọi người nhìn thấy giống không? Giống cái bếp lửa không? Giống bếp lửa mà lửa đang cháy, chất củi lên, lửa đang cháy đấy. Đó là bộ hỏa của mình nhá. Vừa nãy mình học mẹ rồi, bây giờ mình sẽ học cha. Cha, đây, bộ phụ. Phụ này thì, đây, chữ này cũng nghĩa là cha luôn, là bố luôn rồi nhá. Là cha, là bố luôn rồi. Thế thì đến đây mình sẽ quay lại một chút. Chúng ta sẽ nhìn thấy một vài những cái chữ Hán mà nó có ví dụ của những cái bộ trong đó. Ví dụ mình quay lại chữ lửa vừa nãy, thì chúng ta thấy bên dưới này, đây, lửa. Đây, từ moeru là đốt, là cháy. Thì chúng ta có thấy có lửa bên trong, đúng không? Lửa bên trong, mà còn có cả hai đống lửa luôn, đúng không? Nhìn chữ Hán này các bạn thấy không? Lửa bên trái hơn lửa bên dưới nữa cơ. Đó là lửa của chúng ta nhá. Hay. Tiếp theo mình nhìn tiếp này, chữ bộ chảo. Chảo này nghĩa là móng. Móng thì các bạn sẽ tham khảo từ này cho mình nhá. Tsume. Đây là tsume là móng tay, đúng không? Ví dụ móng đấy nhá. Hai cái này, cái bên dưới thì chúng ta ít gặp này nhá. Cái bên trên thì chúng ta sẽ gặp từ này trong từ tsume, đúng nhỉ? Tiếp theo là bộ phiến. Phiến này có nghĩa là mảnh, là tấm. Chúng ta sẽ tham khảo từ này nhá. Các bạn sẽ viết ra cho mình. Mảnh là tấm. Cái từ này thì nó cũng có nghĩa, bản thân nó cũng là một từ vựng luôn rồi. Chúng ta sẽ gặp từ này trong từ kataomoi là gì nhỉ? Là mình yêu đơn phương ấy. Thì các bạn sẽ thấy yêu đơn phương thì nó hơi liên quan đến mảnh, đến tấm. Tức là một mảnh tình của riêng mình chẳng hạn, đúng nào? Hay, tiếp theo là từ nha trong từ răng. Nha có nghĩa là răng. Các bạn sẽ viết từ này cho mình nhá. Hay. Ok chưa nào? Nha nghĩa là răng. Tiếp theo đó là bộ ngưu. Ngưu là con bò. Thì ngưu này thì nó sẽ có hai cách viết, các bạn nhìn thấy này. Đầu tiên, cách viết đầu tiên thì viết được rất là chỉn chu, đúng nào? Thẳng, đường nào ra đường đấy, nét nào ra đấy. Thì cái từ này nó có nghĩa là con bò luôn rồi. Và ngoài ra cái từ con bò nó sẽ còn gặp trong từ này. Nó viết hơi chéo chéo một chút, đúng không? Viết hơi chéo chéo một chút. Đấy, đó là bộ ngưu của chúng ta nhá. Cuối cùng chúng ta sẽ nhìn thấy bộ là bộ khuyển. Khuyển này nghĩa là con chó. Con chó thì con chó sẽ có hai cách viết. Cách viết đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy đây chính là từ inu luôn này, là con chó luôn này nhá. Đây là con chó này. Và ngoài ra có một cách viết là cách viết như thế này. Thế thì mình sẽ lấy ví dụ với cái cách viết bên dưới nhá. Các bạn sẽ nhìn thấy từ này. Từ này nghĩa là từ độc trong từ độc thân này, hay là hitori là một mình nhá, đơn độc ấy. Thế thì các bạn sẽ thấy đơn độc thì làm sao? Đơn độc thì có bộ khuyển trong này. Những người mà sống đơn độc thì người ta làm sao nhỉ? Người ta chỉ có con chó để bầu bạn thôi, đúng không? Đấy, thì nên là sẽ có bộ khuyển ở trong cái từ đơn độc như vậy nhá. Liên kết một chút như vậy, đúng nào? Như vậy là chúng ta đã đi xong những cái bộ thủ mà có 4 nét. Bây giờ mình sẽ đi sang những cái bộ thủ mà có 5 nét nhé. Có 21 bộ thủ mà có 5 nét. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy đầu tiên đó là bộ huyền, nghĩa là màu đen. Được chưa nào? Bộ huyền màu đen. Bản thân cái từ này, chúng ta sẽ gặp từ này trong từ, ví dụ từ genkang, nghĩa là ngoài hiên, đúng không? Ngoài hiên thì thường nó hay, ví dụ như là, kiểu như là người Nhật ngày xưa ngoài hiên thì họ hay treo một cái tấm rèm, tấm mảnh vải màu đen. Thế nên là chúng ta sẽ thấy đây là trong từ genkang chẳng hạn, đúng không nào? Genkang nghĩa là ngoài hiên, đúng không? Tiếp theo mình sẽ thấy bộ là bộ ngọc. Ngọc là gì đấy nhỉ? Ngọc là bảo ngọc, ngọc là hòn ngọc. Đấy, hai cách viết. Cách viết đầu tiên thì nó sẽ không có cái nó sẽ có cái dấu chấm này, đúng không? Và bên dưới này, đây, hai cách viết như thế này. Ngọc. Đây là ví dụ gì bây giờ nhá? Mọi người nhìn ví dụ nhá. Đây là lại cái từ ví dụ này, các bạn nhìn thấy quen không? Đó là từ kuni vừa nãy mình vừa nói, đúng không nào? Vừa nãy chúng ta có từ vi ở bên ngoài là gì nhỉ? Đất nước thì nó sẽ bao gồm một cái biên giới thì nó sẽ bao bọc lại. Bây giờ bao bọc lại cái gì? Đất nước thì có chứa đầy ngọc ở bên trong, đúng không nào? Ngọc. Đó, đất nước. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy bộ cam, có nghĩa là ngọt. Đây, ngọt. Bản thân cái bộ này đã là một chữ Hán luôn rồi, nghĩa là amai là ngọt đấy mọi người ơi. Đấy, học chữ Hán, học thông qua bộ thủ chúng ta đã bắt đầu hơi quen được với những chữ Hán này rồi, đúng không nào? Chưa cần nhớ nhá, mà chỉ cần tham khảo qua thôi cũng được. Tiếp theo chúng ta có bộ sinh. Sinh này nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là là sinh sôi, là sinh sản. Đấy, sinh sản. Hay, viết như sau. Tập viết nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhìn thấy đó là bộ dụng. Dụng này nghĩa là sử dụng. Sử dụng nhá. Sử dụng cùng nhau viết này. Đây. Từ này có nghĩa là dùng, trong sử dụng luôn mọi người ạ. Nghĩa là chúng ta có một động từ là một chi y thự với từ này nghĩa là sử dụng nhá. Và cuối cùng chúng ta sẽ thấy bộ điền. Điền nghĩa là ruộng. Đó, ruộng chúng ta cùng nhau viết nhá. Giống hình thửa ruộng được chia ra nhiều không? Chia ra nhiều ô đúng không? Và mình sẽ đưa ra một ví dụ với từ ruộng này. Các bạn sẽ thấy từ này từ hana, nghĩa là mũi mọi người ạ. Mũi thì sau này cái từ này nó cũng có nghĩa là một bộ luôn. Tuy nhiên thì khi mà mình giải thích về chữ mũi này thì mình thường hay có một cái câu chuyện vui. Cái này nó không phải là chính thống với các bộ của chúng ta. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Ví dụ như là trên này là tự đúng không? Tự mình này. Đi ra ngoài ruộng này. Xong rồi bốc đất hay là bốc gì đấy, mang lên ngửi, lên mũi để ngửi xem nó có mùi gì đúng không? Thì có thể mình cũng có thể đưa vào những cái câu chuyện vui như vậy. Thì lúc đó chúng ta sẽ tận dụng những cái bộ thủ như thế này nhá. Hay, tiếp theo đó là bộ thất. Thất này là đơn vị đo chiều dài thì chúng ta sẽ cùng nhau viết thôi nhá, viết thôi. Hay. Tiếp theo là bộ nạch. Nạch thì nó sẽ thường xuất hiện trong những chữ Hán mà liên quan đến bệnh tật, bởi vì nó có nghĩa là bệnh tật mà. Đấy, ví dụ như sau, ví dụ như từ này là từ bệnh, trong từ bệnh viện hay là bệnh tật thì các bạn thấy bộ nạch ở đây chưa? Đây, đó, đã là bệnh tật thì nó có bộ nạch ở bên ngoài đúng không nào? Tiếp theo là bộ bát. Bát này nghĩa là trở lại nhá. Trở lại. Với bộ bát này thì mình sẽ có một ví dụ như sau, đó là từ này từ leo núi mọi người ạ. Leo núi. Leo núi thì lại có từ trở lại ở đây thì chúng ta có thể lấy ví dụ như là mình leo núi thì mình rất là vui sướng đúng không? Leo xong cảm giác tâm trạng rất là thoải mái nên bao giờ mình cũng muốn được quay trở lại để mình leo lần nữa. Đó nhá. Tiếp theo là bộ bạch. Bạch nghĩa là màu trắng thì bản thân cái bộ này cũng có nghĩa là màu trắng luôn rồi. Đó nhá, màu trắng luôn. Đây là shiroi. Tiếp theo là bộ bì. Bộ bì này thì bản thân cái từ này cũng có nghĩa là da rồi đúng nào, là da. Ví dụ như là từ kawa đây, ví dụ như là vỏ táo, cái da này nghĩa là cái lớp bao bọc bên ngoài nhá. Hay, tiếp theo là từ mãnh. Mãnh thì có nghĩa là bát đĩa. Thì đây, càng về sau những cái bộ thủ có nhiều nét thì chúng ta càng thấy là nó thường những cái bộ thủ này nó bản thân nó đã là một chữ Hán rồi. Ví dụ như cái từ này. Mãnh này là bát và cái từ này có nghĩa là đĩa luôn. Osara, được chưa nào? Osara, bát đĩa. Hay, tiếp theo chúng ta có âm Hán Việt là thị hoặc là kỳ thì có nghĩa là biểu thị. Thì cái từ này có hai cách viết, các bạn sẽ cùng nhau tập viết cho mình nhá. 1, 2, 3, 4, 5 hoặc là như này. Dòng chữ nê đúng không nào? Dòng chữ nê trong katakana của chúng ta. Tiếp theo là bộ hòa. Hòa này thì cũng sẽ dùng rất là nhiều này. Các bạn lưu ý chữ này nhá. Hòa này nghĩa là lúa. Lúa gạo đúng nào, lúa gạo. Hay từ hòa này sẽ còn gặp trong từ hòa bình nữa. Thì các bạn sẽ thấy như kiểu hòa bình. Vì sao hòa bình? Vì lúa gạo được cung cấp đầy đủ ấm no cho mọi người nên chúng ta có cuộc sống hòa bình. Thế thì mình sẽ đưa ra một ví dụ tiếp với cái từ lúa này. Ví dụ như là từ aki. Aki là mùa thu. Mùa thu thì tại sao lại có lúa gạo ở đây nhỉ? Mùa thu và có hỏa ở đây nữa. Đấy, mùa thu thì người ta làm sao nhỉ? Nông dân thường hay thu hoạch hết lúa gạo ở ngoài đồng rồi mang gì nhỉ? Mang lửa ra đốt, đốt rơm đốt rạ ngoài đồng. Chúng ta thấy có bộ hòa ở đây đúng nào? Tiếp theo bộ huyệt. Huyệt này là hang, là lỗ thì bản thân cái bộ này đã là một từ vựng luôn rồi, là một chữ Hán luôn rồi. Đây là từ ana là cái lỗ, cái hang. Tiếp theo là bộ lập. Lập là đứng dậy, là đứng lên. Thì nó là động từ đứng luôn rồi mọi người ơi. Đó là từ tachimasu và chúng ta nhìn thấy giống như hình người đang đứng giơ hai chân đúng không? Đứng dạng hai chân ra đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ võng. Võng này là gì nhỉ? Võng này là cái lưới. Lưới, chúng ta nhìn thấy giống hình cái lưới không? Đó. Thì từ này sẽ có một ví dụ rất là hay. Ví dụ từ này là từ tội phạm này mọi người ạ. Gọi là tội ác đúng nào? Như là tội nhá, tội lỗi. Thì chúng ta sẽ thấy là tội lỗi là những cái bao giờ nó sẽ phải nằm ở dưới vòng pháp luật. Và chúng ta thấy là cái từ cái lưới này nó nghĩa đen là cái lưới, còn ngoài ra nghĩa bóng của nó là như kiểu lưới trời lồng lộng, là những cái mang tính chất luật pháp á. Thì các bạn sẽ thấy là những cái tội phạm thì bao giờ cũng sẽ bị luật pháp nằm trong vòng nằm trên dưới lưới trời đúng nào, làm dưới lưới trời. Chúng ta có thể lấy ví dụ như vậy nhá. Tiếp theo chúng ta cùng nhau nhìn tiếp này, đó là bộ mục. Mục này là mắt, và bản thân cái chữ này là mắt luôn rồi. Mắt. Bình thường mắt của chúng ta như này đúng không? Đấy, đấy, đấy. Thì nó có ba này. Thế nhưng mà nó lại đổi ngược lên, mắt của chúng ta nằm dọc. Đó, nhá. Thế là từ mâu. Mâu này là cây giáo. Cây giáo các bạn sẽ viết vào cho mình. Từ này thì mình không dùng để giải thích chữ Hán nhiều nhá, màu. Tiếp theo là thỉ, thỉ là mũi tên. Đây là mũi tên, các bạn nhớ luôn, đây là mũi tên nhá, mũi tên. Và cuối cùng là thạch. Chữ thạch này thì có nghĩa là đá, và nó chính là từ ishi là hòn đá luôn mọi người ạ, hòn đá. Và với bộ thạch này thì mình sẽ có một ví dụ cho các bạn như sau, đó là từ này. Từ này chúng ta có từ kenkyu. Các bạn nhìn kỹ xem có thấy bộ thạch ở trong này không? Đây rồi, đây đúng nè. Đây chữ nghiên trong từ nghiên cứu, và các bạn sẽ tưởng tượng như là mình nghiên cứu thì mình nghiên cứu về hóa thạch, về các đá, các viên đá đúng không? Đó là chữ nghiên cứu của chúng ta có bộ thạch này nhá. Hay, và mình sẽ đi tiếp này, đó là bộ trúc. Trúc này là tre, là trúc, và các bạn sẽ cùng nhau viết cho mình nhá. Nhìn giống bới tre, bới trúc không? Hai cây tre, cây trúc thẳng không có lá cây gì cả đúng nè. Tiếp theo là bộ mễ. Mễ có nghĩa là gạo. Gạo đây, các bạn sẽ cùng nhau viết này. Bản thân cái từ này nó đã là từ gạo là kome rồi, nghĩa là gạo rồi. Và mình sẽ lật lại một cái ví dụ mà chúng ta đã nhìn thấy từ đầu đến giờ. Đó là từ răng. Răng thì là nơi gì nhỉ? Chúng ta thấy đây là khuôn miệng này, và bên trên là dừng lại đúng không? Và bên trong có gạo. Răng là nơi mà gì nhỉ? Gạo nó dừng lại và để được nhai ở trong khuôn miệng. Đó là chữ răng của chúng ta. Như vậy là học xong cái phần bộ thủ này, chúng ta viết được luôn cả chữ răng rồi đúng không? Tiếp theo mình sẽ nhìn thấy đó là bộ mịch. Bộ mịch thì sẽ có hai cách viết, và mịch nó có nghĩa là sợi tơ nhỏ mọi người nhá. Mịch thì có hai cách viết này. Đầu tiên là như thế này. Như thế này không thì nó có nghĩa là ito là sợi chỉ rồi. Và cách viết tiếp theo là cách viết như thế này. Các bạn nhìn thấy đúng không? Này. Nhưng mà thường nó sẽ viết như thế này nhá. Chúng ta có thể thấy một ví dụ như sau. Chúng ta có từ owari. Owari nghĩa là kết thúc. Và các bạn nhìn thấy bộ mịch ở trong này không? Đây, mịch đây. Mịch vào đằng sau có nghĩa là mùa đông đấy mọi người ạ. Mùa đông gì nhỉ? Mình mang chỉ, mình mang len ra, mình đan đến hết cả mùa đông, và chúng ta có từ owari là kết thúc đó nhá. Và cuối cùng trong trang này chúng ta sẽ thấy bộ gì nhỉ? Bộ phẫu. Phẫu có nghĩa là ám chỉ đồ sành, đồ sành. Đấy, và các bạn sẽ viết chữ này cho mình nhá. Đấy. Thực ra cái này nó sẽ thường sau này nó mang ý nghĩa là cái lon mọi người ạ. Nên là khi mà mình giải thích, mình ít khi dùng cái ý nghĩa là đồ sành, đồ sứ lắm nhá. Chúng ta cùng nhau đi tiếp những bộ thủ tiếp theo nhá. Chúng ta có bộ dương. Bộ dương bản thân nó đã là một chữ Hán rồi, và nó ý nghĩa là con cừu, mà ý nghĩa là con cừu. Được chưa nào? Bộ dương. Hay, tiếp theo chúng ta có bộ vũ. Bộ vũ thì các bạn nhìn thấy có hai cách viết đúng không nào? Thì các bạn chúng ta cùng nhau tập viết nhá. Phẩy lên như thế này. Vũ thì nó có nghĩa là lông vũ, và chúng ta nhìn thấy nó giống hình hai cái cánh lông vũ đúng không? Hay cái cánh chim á nhá, hai cánh chim. Tiếp theo đó là bộ lão. Lão này có nghĩa là già. Chứ nào? Lão là già. Thứ nhất cái này thì nó có ý nghĩa luôn là già. Cái từ già này sẽ dùng trong từ rojin, ví dụ như là người già. Và ngoài ra còn một cách viết như thế này nữa. Đây. Từ này chúng ta có thể gặp trong từ giả như thế này. Giả này ám chỉ người, và bên trên là già đúng không? Một người già. Đấy, ví dụ như vậy nhá. Tiếp theo chúng ta có thấy từ nhi. Nhi này thì có ý nghĩa là mà, là và. Tuy nhiên thì cái từ này sẽ không được dùng nhiều về ý nghĩa là và mà. Tức là mình sẽ không dùng để giải thích nhiều về ý nghĩa đó. Nên là các bạn sẽ tham khảo cái từ này nhá. Và cuối cùng chúng ta gặp một bộ mà dùng rất nhiều. Các bạn sẽ nhớ bộ này cho mình. Đó là bộ nhĩ. Nhĩ này nghĩa là tai. Thì thứ nhất, với cái từ này nó đã có nghĩa là tai rồi, là đôi tai là mimi. Và ngoài ra mình sẽ đưa ra một ví dụ có bộ nhĩ này. Ví dụ như từ kikimas, ki cự này. Các bạn nhìn thấy có tai trong này chưa? Động từ này có nghĩa là nghe. Và nghe thì chúng ta phải nghe bằng đôi tai rồi đúng không nào? Hay, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhìn tiếp nhá. Mọi người phải cố lên, khỏe lên nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ duật. Duật này có nghĩa là cây bút nhá, cây bút. Hãy cùng nhau viết này. Và mình sẽ đưa ra một ví dụ như sau, đó là chữ này, chữ tateru. Tateru này trong từ gọi là gì nhỉ? Mình thiết kế đúng nào, thiết kế hay thiết lập nên một cái bản vẽ đó thì chúng ta phải dùng cây bút ở trong này. Nhìn thấy bộ duật trong này chưa? Đó nhá. Tiếp theo chúng ta gặp lại bộ nhục. Nhục này thì đây là cái này đúng không nào? Nhục ở trên này. Nhục là thịt. thì bản thân cái từ này nghĩa là thịt rồi, là niku là thịt. Và ngoài ra các bạn nhớ cái khi mà mình dạy về bộ nguyệt ở đoạn đầu không nhỉ? Bộ nguyệt thì mình còn nói là gì nhỉ? Nó còn mang ý nghĩa là thịt nữa. Thế nên là khi mà trở lại cái bộ nhục này sẽ mình sẽ nhắc lại một chút về cái chính là cái chữ nguyệt kia nhá. Nó mang ý nghĩa là thịt nhá, thịt. Đó, bộ nhục sẽ như thế này, được chưa nào? Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về bộ tự. Tự này là tự bản thân mình. Bản thân cái chữ này có nghĩa là tự là trong từ jibun là tự mình nhá, tự mình ý nghĩa là tự bản thân, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có từ chí, chí có nghĩa là đến, đến nha. Đến ví dụ đi đến đâu đó, đúng không nào? Đi đến đâu đó. Đấy, đó là chữ đến nhá. Tiếp theo mình sẽ cùng nhìn tiếp đó là bộ thiệt, thiệt là cái lưỡi là cái lưỡi. Bản thân cái chữ này, cái bộ này đã là từ lưỡi rồi. Đấy, nghĩa là shita, né, shita. Và ngoài ra mình sẽ đưa ra một ví dụ mà có cái bộ này, ví dụ chữ Hán đó là từ hoạt, trong từ hoạt bát, hoạt động hay là sinh hoạt cuộc sống. Thì bây giờ muốn hoạt bát, muốn hoạt động được cái gì đó thì chúng ta cần phải dùng lưỡi, đúng nào? Ví dụ hoạt động lời nói phải dùng lưỡi, đúng không? Dùng lưỡi để mình nói đó. Hay, ok, hay là từ hoạt ở trong từ sinh hoạt. Sinh hoạt nghĩa là mình phải sống, mình phải ăn uống phải dùng đến lưỡi, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta nhìn thấy từ chu. Bộ chu có nghĩa là cái thuyền. Thì bản thân cái này đã là từ cái thuyền rồi. Cái này là funa và fune nhá, funa fune. Và sau này trong chương trình N4 chúng ta sẽ gặp từ fune nữa. Thì cũng là bao gồm có cái bộ này bên trong nhá. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy bộ cấn. Cấn là quẻ cấn. Thì cái này các bạn sẽ nhớ cho mình nhá. Thực ra cái từ này mình hay giải thích nó kèm theo bộ lương cơ. Nó có phẩy bên trên thì chúng ta hay hiểu là bộ lương là tốt á nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ sắc. Sắc này nghĩa là màu sắc. Màu sắc. Màu sắc. Màu sắc là gì nhỉ? Là iro, đúng không nào? Và các bạn sẽ thấy là bản thân cái từ này nó đã nghĩa là màu sắc rồi. Đúng nhá? Đã nghĩa là màu sắc là iro rồi nhá. Và cuối cùng cái bộ này thì nó mình ít khi dùng để giải thích nên các bạn sẽ tham khảo cho mình thôi nhá. Được chưa nào? Đó, nghĩa là vằn vện con hổ, đúng không? Dùng cái từ này nghĩa nó hơi khó một chút, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn tiếp đó là trùng. Trùng trong nghĩa là sâu bọ. Sâu bọ đây, nghĩa là côn trùng ấy. Từ này nghĩa là côn trùng luôn này, nghĩa là mushi này. Và mình sẽ có một ví dụ như sau. Ví dụ chúng ta có từ này từ kaze. Kaze là gì nhỉ? Là gió. Thì các bạn sẽ nhìn thấy bên ngoài có một cái tấm bao bọc cái con côn trùng này, đúng không? Thì bây giờ mình tự nhiên là gió thổi mạnh quá nên là con côn trùng phải chui vào trong hang để tránh gió nhá. Đó là từ côn trùng này. Tiếp theo chúng ta có từ huyết. Huyết là máu. Thì cái từ này nó đã là cái bộ thủ này đã có nghĩa là gì nhỉ? Là máu rồi. Chúng ta có từ chi, đúng không nào? Chi. Tiếp theo là bộ hành. Bộ hành này có nghĩa là đi hay là hành trong thực hành, thi hành, đúng không nào? Đấy, các bạn nhớ cho mình từ này nhá. Bản thân nó đã là từ ikimasu rồi. Nó là kết hợp của cả bộ sách vừa nãy chúng ta học, đúng không nào? Ở đoạn đầu đây này. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy đó là bộ y. Y này là y phục, là quần áo. Thì có hai cách viết. Cách viết đầu tiên, đây, bản thân cái chữ này sẽ là một chữ Hán luôn này. Nó nghĩa là y trong y phục nhá. Và ngoài ra nó là một cái bộ y nữa. Khi mà nó ghép với những cái bộ khác. Chúng ta có thấy đây. Đây. Đó nhá. Và với bộ y này mình sẽ đưa ra một ví dụ như sau. Các bạn nhìn thấy bộ y trong chữ này chưa? Chữ này nghĩa là chữ fukuro, nghĩa là cái túi. Thì các bạn tưởng tượng như là đây, túi sách, đúng không? Khi mà chúng ta đi mua gì nhỉ? Mua quần áo thì sẽ cần phải có túi. Đấy. Hay, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn nốt bộ cuối cùng trong các bộ thủ về 6 nét. Thì chúng ta thấy bộ á. Á này thì chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều á này này. Cái chữ đầu tiên thôi nhá. Nên các bạn có lẽ các bạn chỉ cần nhớ cho mình cái chữ đầu tiên thôi. Á này có nghĩa là phía tây. Nhá, phía tây. Đây, bản thân cái từ này có nghĩa là gì nhỉ? Là phía tây luôn rồi. Và ngoài ra nó còn mang ý nghĩa là che đậy hay úp lên, đúng không? Thì chúng ta tham khảo thêm cái từ này nhá. Đấy, ok chưa nào? Rồi, đó là các bộ thủ có 6 nét. Chúng ta sẽ bước sang các bộ thủ có 7 nét nhá. Bộ thủ có 7 nét thì có 17 chữ. Thứ nhất chúng ta nhìn thấy đây sẽ đều là những cái từ. Đa số là những cái bộ thủ mà bắt đầu có nhiều nét từ 5, từ 6, từ 7 nét trở đi. Chúng ta sẽ thấy rằng là gì nhỉ? Mỗi một cái bộ thủ này nó đều là một cái từ chữ Hán luôn rồi. Và nó cũng còn ghép cả với các bộ thủ khác để tạo thành một chữ Hán mới nữa cơ nhá. Thứ nhất chúng ta có từ kiến. Kiến là gì nhỉ? Kiến là nhìn. Nhìn là mimas. Đây là động từ mimas luôn này. Đây là động từ mimas. Thế chúng ta sẽ nhìn thấy chữ Hán của nó. Chúng ta có thấy chữ Hán này từ gì nhỉ? Từ này từ quan sát, đúng nào? Quan sát từ kansatsu. Thì trong chữ quan này, chữ quan là nhìn đúng không nào? Mọi người thấy bộ thủ trong này chưa? Bộ thủ là bộ kiến trong này chưa? Đây, bộ kiến đây, bộ kiến của chúng ta đúng không? Khi mà chúng ta quan sát chúng ta cần phải gì nhỉ? Cần phải nhìn thật kỹ đúng không nào? Tiếp theo chúng ta thấy từ bộ giác có nghĩa là góc. Đây, thì cái từ này có nghĩa là góc luôn rồi. Chứ nào? Là góc. Các bạn nhớ nhá. Tiếp theo chúng ta thấy bộ ngôn, ngôn là nói đúng không nào? Thì cái từ này, cái bộ này cũng có nghĩa là image là nói ra luôn rồi. Đấy. Đấy. Đến cái chỗ này thì các bạn sau này chúng ta sẽ học kỹ hơn khi mà học vào các bài giảng về từng chữ Hán một. Tuy nhiên đây là các bài bộ thủ chúng ta mang tới chất giới thiệu, các bạn sẽ xem qua nhá. Thì ví dụ với chữ bộ ngôn này đứng một mình như này nó sẽ mang ý nghĩa là động từ là nói. Thế thì ví dụ nó ghép vào những chữ Hán, nó xuất hiện trong một cái chữ Hán thì nó sẽ thấy như thế này. Đây, đây bộ ngôn đây. Cái từ này nghĩa là Hán sự là kể chuyện, là nói chuyện đúng không nào? Thì nói chuyện thì chúng ta cần phải có ngôn từ để nói đúng không? Tiếp theo chúng ta thấy từ cốc. Cốc nghĩa là khe nước chảy giữa hai núi, thì chúng ta hiểu như là cái khe nước chảy đúng không nào? Thì các bạn nhìn thấy dấu hình khe nước chảy không? Đấy, nước nó chảy từ trên chảy xuống. Thế mình sẽ đưa ra một ví dụ với cái từ này nhá. Chúng ta có từ này là từ abiru. Abiru nghĩa là tắm. Tắm thì bây giờ mình tưởng tượng như là tắm thì phải có nước ở đầu đúng không? Và người ta tắm ở đâu? Tắm ở trong khe núi, trong khe nước mà nó chảy giữa trên vách núi. Chúng ta hay kiểu như là tắm tiên ở ngoài vách núi, ở trong núi, trong rừng á nhá. Tiếp theo chúng ta có từ thần. Thần là bầy tôi đúng không? Hay các bạn sẽ nhớ từ này cho mình nhá. Chúng ta sẽ viết này. Được chưa nào? Ok. Đấy. Ví dụ từ này chúng ta sẽ gặp trong từ đại thần là gì nhỉ? Là người đầy tớ của một vua chẳng hạn đúng không? Đó là từ thần nhá. Tiếp theo là từ đậu. Wow, từ này có nghĩa là hạt đậu. Hạt đậu hay là cây đậu. Đây, đậu. Đây có nghĩa là đậu luôn này. Và ngoài ra một ví dụ mình có thể đưa ra như sau. Chúng ta có một từ là từ yorokubimasu. Các bạn nhìn thấy bộ đậu trong này chưa? Bộ đậu trong này. Đây, phần nửa trên đúng không? Phần nửa giữa này. Đấy. Thế thì tại sao cái từ yorokubimasu nghĩa là vui mà lại chúng ta lại có hạt đậu ở trong này nhỉ? Thì chúng ta tưởng tượng nha, người mà được nhận được hạt đậu thì rất là vui sướng. Đấy, ví dụ mình có thể phân tích như vậy. Tiếp theo chúng ta thấy bộ thỉ. Thỉ là con lợn. Con lợn. Đấy, con lợn đây. Đây là con lợn đúng không? Nhìn đây là con lợn. Đó. Thế thì chúng ta sẽ có một ví dụ về con lợn như sau. Đó là từ ie. Ie là ngôi nhà. Thế bây giờ ngôi nhà, trong nhà, thứ nhất ngôi nhà phải có miên ở trên đầu đúng không? Là cái mái nhà trên đầu. Và tiếp theo là trong nhà thì nuôi lợn đúng không nào? Lợn thì được nuôi trong nhà. Tiếp theo chúng ta có từ bối. Chữ bộ bối. Bộ bối là con sò. Và ngoài ra cái từ bộ bối này nó còn mang ý nghĩa là, bởi vì ngày xưa người ta thường dùng gì nhỉ? Dùng sò để gọi là coi như là một đơn vị để trao đổi hàng hóa. Thì ngoài ra bộ bối còn có ý nghĩa là tiền nữa nhá. Tiền. Hai, tiền. Hai ý nghĩa vừa là con sò vừa là tiền. Các bạn nhớ cho mình nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ xích. Bộ xích nghĩa là màu đỏ. Thì bản thân cái từ này đã nghĩa là màu đỏ rồi. Sau này chúng ta sẽ học từ akai. Tính từ akai là gì nhỉ? Là màu đỏ thì nó chính là từ này luôn. Được chưa nào? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nhìn tiếp. Đó là bộ tẩu. Rồi đến là bộ túc là chân này. Tẩu là chạy này. Túc là chân này. Tiếp theo thân. Thân là nói về thân thể, cơ hay là xuất thân nhá. Và cuối cùng chúng ta có bộ xa là xe hơi. Thì tất cả bốn cái bộ này đều là bốn chữ Hán có ý nghĩa luôn. Được chưa nào? Bản thân nó đã là một chữ Hán luôn rồi. Chúng ta cùng nhau viết đầu tiên nhá. Bộ tẩu. Đấy. Tẩu là chạy này. Các bạn nhìn thấy ví dụ như sau. Chúng ta có từ okimasu. Okiru là thức dậy. Thức dậy bây giờ tại sao lại có bộ chạy ở trong này, bộ tẩu ở trong này? Gì nhỉ? Vì gì? Chúng ta phải lấy ví dụ là gì nhỉ? Buổi sáng thì chúng ta phải thức dậy để đi chạy bộ cho nó khỏe người. Đấy nhá. Tiếp theo bộ túc là chân. Các bạn nhìn này. Đó là chân của chúng ta. Thì bản thân cái chữ này đã nghĩa là ashi, nghĩa là bàn chân rồi. Tiếp theo bộ thân. Thân này thì sẽ trong thân thể này hay là xuất thân nữa cơ. Tóm lại đây là nói về thân thể của mình nhá, thân thể của con người. Và cuối cùng trong trang này chúng ta sẽ học về bộ xa. Bộ xa là xe ô tô. Đây cái chữ này đã là ô tô luôn rồi. Kuruma. Kuruma. Đấy, ok chưa nào? Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn tiếp, đó là bộ tân. Bộ tân này có nghĩa là hai nghĩa, một là cay. Cay ví dụ như là cay vị ớt cay chẳng hạn, hay là ngoài ra còn có nghĩa là cay đắng, là vất vả nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau viết này. Đây. Được chưa nào? Tiếp theo là bộ thần. Thần có nghĩa là thìn. Thìn là con rồng đấy. Thì cái này chúng ta thì sau này mình dạy mình sẽ không dùng nhiều cái ý nghĩa là con rồng đâu, nên các bạn sẽ tham khảo thôi nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ dậu. Dậu là gì nhỉ? Dậu là để đo thời gian. Đo thời gian. Tuy nhiên cái từ này thì chúng ta sẽ gặp trong từ osake. Osake là gì nhỉ? Là rượu. Là rượu. Thế thì với cái từ này thì với cái bộ này thì mình thường ít khi sử dụng cái ý nghĩa là đo thời gian, mà mình thường hay bày cho các bạn là nhìn thấy nó giống cái hình một cái chai, đúng không? Một cái chai rượu á. Đấy, một cái chai rượu và uống đến đây là uống là còn sắp cạn rồi. Thế thì nên là nó sẽ có trong cái từ osake là cái rượu dự đựng trong chai còn một ít ở dưới, đúng không? Đấy. Tiếp theo chúng ta có từ lý, bộ lý trong từ hải lý, đúng không nào? Dặm, ám chỉ dặm, đúng không? Đấy, các bạn nhớ từ này cho mình nhá. Ở trên nào? Đó là 4 bộ tiếp theo trong các bộ thủ về 7 nét. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến các bộ thủ mà có 8 nét và chúng ta sẽ thấy 8 chữ. Thứ nhất đó là chữ là bộ kim. Kim này có nghĩa là vàng, là kim loại. Và cái từ kim này này và cái bộ kim này này, nó là một từ có nghĩa luôn. Chúng ta sẽ thấy từ này thứ nhất có nghĩa là okane là tiền này, hay là kim thì nó chính là cái sao kim ấy mọi người ạ. Và chúng ta sẽ thấy trong thứ sáu đọc là kinyobi, chính là viết chữ Hán này. Thì bởi vì là thứ sáu sẽ là đại diện cho sao kim nhá, sao kim đại diện thứ sáu. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy bộ trường. Trường nghĩa là dài và đây sẽ là một chữ Hán luôn. Đó, chữ Hán của chúng ta. Nagai. Xin nào, nagai. Tiếp theo là bộ môn. Môn là cánh cửa. Đây, cánh cửa nhá. Thấy giống hình cánh cửa không? Giống hình cánh cửa đúng không nào? Thế thì mình sẽ có một ví dụ như sau. Chúng ta có từ toimasu. Thôi là hỏi. Bây giờ hỏi thì mình gì nhỉ? Đây bên trong có khẩu đúng không? Mình đứng ở ngoài cánh cửa xong rồi mình ngó vào bên trong, mình hỏi người bên trong xem là có vào được không ạ? Đấy, ví dụ như vậy. Và cuối cùng chúng ta có một bộ là bộ đãi. Đãi này nghĩa là kịp đến. Thì cái này mình thường hay không dùng bởi vì bản thân cái từ cái bộ này nó đã khó nhớ rồi đúng không nào? Đấy. Hay, đó là bộ thủ 8 nét và chúng ta sẽ đi tiếp 4 chữ tiếp theo, 4 bộ tiếp theo của bộ thủ 8 nét này nhá. Chúng ta thấy có bộ truy hoặc là bộ truy, cái nào cũng được. Thì bộ truy này có nghĩa là con chim, chim đúng không nào? Thế thì sau này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái từ vựng, cái chữ Hán mà có sự xuất hiện của bộ truy này. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau viết đã nhá. Viết đây, ok. Ví dụ như sau, chúng ta có từ atsumeru. Atsumeru là mình tập hợp lại, mình tập trung lại. Thế bây giờ mình thấy là gì nhỉ? Bên trên là bộ truy, còn dưới là bộ gì chúng ta vừa học đấy? Bộ mộc đúng nào? Là các con chim thì nó tập hợp, nó đậu ở trên cành cây. Thì chúng ta có từ atsumeru ở đây là từ tập hợp nhá. Mọi người thấy chữ Hán hay chưa? Tiếp theo chúng ta có từ vũ. Bộ vũ là chữ mưa. Mưa thì bản thân cái chữ này đã là từ mưa rồi, là từ ame. Đúng nào? Ame là mưa nhá, ame là mưa. Thế thì với cái bộ thủ này thì đứng một mình là ame thì cô giáo sẽ cho một cái ví dụ ở đây các bạn nhìn thấy. Từ này là từ nureru là ướt, ướt mưa đúng không nào? Thì các bạn nhìn thấy có mưa trong này chưa? Đấy, trời mưa nên là mình bị ướt. Đó là chữ nureru với cái bộ vũ này nhá. Tiếp theo mình sẽ đi tiếp này, đó là từ chữ Hán. Bộ thanh. Thanh này là cô Thanh. Không phải là cô Thanh mà là thanh trong màu xanh là thanh xuân nhá, màu xanh tượng trưng cho thanh xuân mà. Đấy, không biết là ngày xưa ông nội mình đặt tên cho mình là Thanh có ý nghĩa gì đây. Hay, bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn nhá. Với cái bộ này thì có hai cách viết, nhưng mà các bạn sẽ nhớ cho mình cách viết đầu tiên bên trên thôi. Cách viết này thì bản thân cái bộ này như thế này đã nghĩa là ao là màu xanh rồi, đúng chưa nào? Màu xanh. Đấy, các bạn nhớ cho mình nhá. Thế thì với cái bộ thanh này thì mình sẽ ngoài cái từ là từ ao là màu xanh thì mình sẽ đưa các bạn một ví dụ về từ vựng, đó là từ hareru lại là từ nắng, vừa nãy chúng ta khi mà gặp với bộ nhật rồi. Các bạn sẽ thấy bên xanh ở đây, còn đằng trước là nhật đúng nào? Trời gì nhỉ? Hareru là nắng đúng nào? Bầu trời mà có màu xanh thì bao giờ cũng là ngày trời nắng đúng không? Mọi người nhìn thấy những cái hình ảnh và về trời nắng thì bao giờ bầu trời cũng màu xanh đúng nào? Và bộ cuối cùng trong các bộ thủ có 8 nét chúng ta sẽ thấy bộ phi. Phi này có nghĩa là không, thì bản thân nó đã là phi rồi. Đây là đã một chữ Hán rồi nhá. Các bạn nhớ cho mình. Được chưa nào? Không. Đấy, rồi và chúng ta sẽ đi tiếp sang các bộ thủ có 9 nét. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy bộ thứ nhất là bộ diện, nghĩa là bề mặt nhá, bề mặt. Các bạn sẽ viết cho mình nhá. Đây đúng không? Đấy, chúng ta cùng nhau viết lại nhá. Đấy. Ok, đây là bề mặt này. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy bộ gì nhỉ? Bộ cách. bản thân chữ này đã là một chữ Hán luôn rồi. Đó là cách thì có nghĩa là gì nhỉ? Gia thú là thay đổi, là cải cách thì nó dùng nhiều nhất trong cái từ thay đổi, cải cách này này. Các bạn sẽ nhớ cho mình nhá. Đấy. Ok chưa? Tiếp theo đó là bộ vi. Vi này là gia đã thuộc rồi. Tuy nhiên thì chúng ta bình thường ít khi dùng cái nghĩa là gia đã thuộc rồi, nghe nó không hiểu gì cả, đúng không nào? Thế thì cái từ này thì sau này chúng ta sẽ gặp từ này trong cái từ ví dụ như sau. Mình sẽ đưa ra một ví dụ đây. Đó là từ erai. Các bạn nhìn thấy chưa? Chữ nhân và chữ vi đằng sau này, bộ nhân bộ vi đằng sau này. Erai nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là tuyệt vời, là one, là tuyệt vời, đúng không? Một người nào đó vô cùng là tuyệt vời. Thế thì các bạn sẽ thấy là một người tuyệt vời thì đây, nó sẽ dùng cái này. Đó nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy từ bộ phỉ hay bộ cửu, thì có nghĩa là rau phỉ, rau hẹ. Thì cái bộ này chúng ta ít dùng, các bạn sẽ có thể không nhớ cho mình cũng được nhá. Nhưng mà bạn nào mà muốn tập viết chúng ta cứ viết ra cho nó đẹp đã. Tiếp theo đó là bộ âm. Âm này, đây là một chữ Hán luôn mọi người ạ. Âm này là âm thanh. Đó, âm thanh. Thế thì có một ví dụ về từ âm thanh này như sau, đó là từ kurai. Kurai là gì nhỉ? Kurai là tối, đúng không? Tối thì chúng ta thấy bộ nhật và cái âm thanh ở đây, bộ âm ở đây. Thế thì bây giờ mình tưởng tượng như là đây là nó ám chỉ về tối, là trời tối chẳng hạn. Ngày xưa thì gì nhỉ? Cứ khi nào mà trời tối, mặt trời xuống núi thì gì đấy, thì chúng ta hay nghe tiếng gõ kẻng, đúng không? Người ta hay bảo là gì nhỉ? Cẩn thận củi lửa kéo cháy đấy. Thì cứ trời tối chúng ta sẽ thấy gì nhỉ? Nghe thấy âm thanh vang lên như vậy nhá. Thế thì chúng ta có bộ hiệt. Hiệt này thì trên này ghi là trang giấy. Tuy nhiên cái bộ hiệt này nó thường dùng trong cái gì nhỉ? Trong những cái bộ phận liên quan đến đầu của chúng ta. Thế thì nên các bạn sẽ nhớ cho mình cái bộ hiệt này mang ý nghĩa là đầu nữa nhá. Được chưa nào? Ngoài ý nghĩa là trang giấy còn ý nghĩa là đầu, để sau này chúng ta học về ví dụ những cái từ mà atama chẳng hạn thì chúng ta sẽ dùng cái bộ này trong đời 3. Đây, đó là từ atama của chúng ta đây. Đấy, atama đây, bộ đầu, bộ hiệt của chúng ta đây nhá. Tiếp theo chúng ta thấy bộ phong. Bộ phong này đến đây bắt đầu không hẳn là bộ nữa mà mình thấy nó là chữ Hán thì đúng hơn, đúng không nào? Bộ phong này là gió. Thì các bạn nhìn thấy đây. Đấy. Đây, ngược lên trên nhá. Thì vừa nãy khi mà mình giải thích về con côn trùng thì mình bảo gì nhỉ? Gió thổi đến thì con côn trùng nó chui vào trong hang, đúng không? Thì đây là gió. Và bản thân cái từ này đã là từ kaze rồi, kaze là gió. Và cuối cùng, và tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy từ là bộ phi. Phi nghĩa là bay, và đây là một động từ, là động từ bay luôn mọi người ạ. Nhìn nó hơi bị phức tạp một chút, đúng không? Đó, đến bắt đầu 9 nét là mình thấy bắt đầu phức tạp rồi, đúng không? Đây là động từ tobimas luôn nhá, tobimas. Tiếp theo mình nhìn thấy bộ gì nhỉ? Bộ thực. Thực thì có hai cách viết trên này nhá. Thực này thì nó sẽ liên quan đến ẩm thực, đến ăn uống. Đó. Ví dụ bản thân cái từ này đã là từ gì nhỉ? Từ ăn. Còn ví dụ cái từ này, cái đây, bộ của nó đây là cái chỗ này, thì nó sẽ là uống nhá, nomimas. Tiếp theo chúng ta thấy có bộ thủ. Thủ này không phải là tay như vừa nãy nữa mà nó là cổ. Đây, và bản thân cái bộ này đã là từ kubi là cổ luôn rồi. Đó, từ kubi của chúng ta nhá. Và cuối cùng chúng ta thấy trong trang này chúng ta sẽ gặp bộ gì nhỉ? Bộ hương. Hương có nghĩa là mùi hương. Mùi hương. Và từ này cũng là từ kaori luôn á. Đó nhá. Thế nên là chúng ta thuộc nguyên cái bộ thủ này. Các bạn nào mà dành thời gian mà chịu khó học nguyên cái bộ thủ này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta học được rất là nhiều từ vựng rồi. Tiếp theo đó là gì nhỉ? Các bộ thủ có 10 nét thì chúng ta sẽ thấy có 6 chữ. Thứ nhất là bộ mã. Mã là con ngựa. Thì đây là con ngựa luôn này. Nhưng mà các bạn không nhớ bây giờ cũng không sao, vì sau này chắc chắn chúng ta sẽ học lại thôi nhá. Tiếp theo là bộ cốt. Cốt là xương. Đó là xương. Đây là xương cốt luôn này. Đó, xương cốt nhá. Đây là hone là xương luôn rồi. Tiếp theo là cao. Cao nghĩa là tính từ cao mọi người ạ. Cao thì đây sẽ là tính từ cao luôn này. Đó, đây là từ takai. Takai là cao nhá. Và cuối cùng chúng ta thấy là bưu. Tiêu thì nghĩa là tóc dài. Tóc dài thì cái này nó là một bộ phận ở trong gì đấy nhỉ? Thực ra thì cái này nó là, các bạn nhìn thấy nó ghép của bộ sam ở trong này không? Đó là tóc dài thì các bạn sẽ nhìn thấy từ kami đây, nửa bên trên đây. Nửa bên trên chính là bộ bưu và tiêu, và nó xuất phát từ cả bộ sam mà như vậy, nó chứa cả bộ sam trong này nhá. Tiếp theo hai từ cuối cùng trong bộ thủ 10 nét chúng ta có thấy từ cách và từ quỳ. Cách này có nghĩa là gì nhỉ? Là khoảng cách, là xa cách nhá. Khoảng cách, xa cách. Từ này hơi khó viết đúng không? Chúng ta có một ví dụ như từ này. Đây, các bạn nhìn thấy từ hedateru này, nghĩa là xa cách nhá, xa cách, cách biệt ra. gọi là giãn cách ra nhá. Hãy và tiếp theo từ quỷ, quỷ này là con quỷ là oni. Thì bản thân cái từ này đã là từ gì đây nhỉ? Trời ơi, chữ này gọi là bộ. Bộ thường phải đơn giản nhưng mà nó viết luôn như này. Đây là con quỷ nhá. Từ oni là con quỷ. Được chưa nào? Hay mà chúng ta sẽ đi tiếp, đó là bộ thủ có 11 nét. Đây đều là những cái từ vựng luôn, có thể chúng ta có thể học được luôn. Thứ nhất là bộ ngư. Bộ ngư là con cá. Bộ ngư con cá. Đấy. Chưa nào? Đấy. Tiếp theo là bộ điểu. Bộ điểu là con chim. Vừa nãy chúng ta thấy bộ truy này là con chim đúng không? Đây cũng là bộ truy, còn đây là hẳn là từ con chim luôn, là bộ điểu nhá, bộ điểu. Thế thì đây là con chim rồi, bây giờ nó sẽ ghép với những cái trong một chữ Hán, nó sẽ có xuất hiện như thế nào, các bạn có thể nhìn một ví dụ như đây. Các bạn nhìn thấy đây, đây là từ narimas, naru, naru là kêu. Kêu thì bây giờ chúng ta thấy bên này là gì nhỉ? Kêu thì phải có mồm để kêu đúng không? Và đằng sau chúng ta thấy có con chim đúng không? Con chim thì nó kêu đấy nhá, thì chúng ta có động từ narimas. Và cuối cùng chúng ta có bộ ma. Bộ ma ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cây gai. Tuy nhiên thì cái này nó ít dùng thôi, nên các bạn có thể nhớ cũng được mà không nhớ cũng được. Được chưa nào? Chúng ta tập viết để cho nó đẹp đội hình đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy bộ thủ có 12 nét thì có 2 chữ thôi. Được chưa nào? 2 chữ thì chúng ta sẽ nhìn thấy hai bộ. Thứ nhất là bộ hoàng và thứ hai là bộ hắc. Hoàng là gì? Hoàng là màu vàng. Thì bản thân cái bên trên này, thường người ta sẽ dùng cái bên trên nhiều hơn nhá. Là cái này có nghĩa là màu vàng luôn rồi. Chưa nào? Hay, thế thì với cái từ hoàng màu vàng này thì chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Nó xuất hiện trong một chữ Hán, ví dụ chữ Hán này là chữ Hán yoko. Yoko nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là những cái nằm ngang đúng không? Yoko là theo chiều ngang. Thì các bạn tưởng tượng như là ở đường phố của chúng ta thường hay có những cái vạch màu vàng. Các bạn thấy màu vàng chưa? Màu vàng, những cái vạch nằm ngang đấy. Đó, thì sau này khi mà học cái N3 đây, chữ Hán N3 thì mình có thể dùng cái từ màu vàng này mình giải thích cho cái từ nằm ngang nhá, từ yoko như vậy. Và cuối cùng trong bộ thủ 12 nét chúng ta sẽ thấy một chữ Hán, một bộ, đó là bộ hắc. Hắc nghĩa là màu đen. Thì bản thân cái bộ này đã là từ kuro là màu đen rồi nhá. Các bạn nhớ cho mình nhá. Và bây giờ chưa nhớ cũng được mà sau này chúng ta sẽ học lại thôi, yên tâm chứ nào. Và cuối cùng chúng ta sẽ thấy bộ thủ có 14 nét thì có một chữ thôi, có một bộ thôi, đó là chữ tị, là cái mũi. Trời ơi, nhìn khó nhớ quá trời đúng không nào? Và vừa nãy mình đã lấy ví dụ của nó trong cái từ bộ điền rồi đấy. Thì cái từ này, đây là bộ cái mũi này. Trên này tự đúng không? Tự mình đi ra ngoài đồng, bốc đất lên hay là thầy Dũng hay nói một câu là bốc phân lên mũi để ngửi, thì nó là cái mũi nhá. Chưa nào? Hay, như vậy là chúng ta đã kết thúc xong bài học về 185 bộ thủ cơ bản trong chữ Hán tiếng Nhật cùng với mình. Một bài học khá là dài phải không nào? Tuy nhiên thì mình mong rằng những điều mà mình đã chia sẻ trong clip vừa rồi thì sẽ giúp ích được phần nào đó trong quá trình học chữ Hán nói riêng và học tiếng Nhật nói chung của mỗi bạn đang xem clip này nhé. Và clip của mình sẽ kết thúc tại đây. Bắt đầu từ clip tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu hành trình học những chữ Hán đầu tiên, đó là những chữ Hán trong chương trình học N5 ở trên website online Dungmori của chúng mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học như vậy nhé. Minasan otsukaresama desu. Bye bye.